Khoa học thường thức nó chỉ đến đây thôi. Ngày hôm nay thì mời cả các anh em ở trên Nimo TV, các anh em xem lại trên YouTube, ngày hôm nay chúng tôi cùng đến với cái tựa game vừa mới ra mắt trên Steam xong. Nó có thể nói là nóng hổi, vừa thổi vừa chơi. Nó có tên là Red E or Not. Ngày trước thì thằng Đạt chắc là còn nhớ, Hunter với A Tứ thì chắc là không biết. Ngày xưa thằng Đạt còn nhớ cái trò mà mẹ co-op cái con SWAT không? Đi vào trong, đi bắt tội phạm phải soi qua khe cửa với lại con đấy em xem rồi, em đấy 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 đấy. Thì còn con Red E or Not này là cái con mà nó làm y hệt theo con SWAT 4 đấy, có điều đồ họa và mọi thứ của nó đều nâng cấp kinh hơn. Tội phạm trong này nó cũng rất là khôn, mỗi một màn là nó sẽ ở một vị trí và thậm chí nhiều lúc nó còn khôn đến cái mức độ là nếu mà mình mà để tiếng động to quá nó bắn mẹ xuyên cửa xuyên tường chết đấy, không phải là đùa đâu. Cảm ơn anh em hiếu cận. Đấy thì cái trò này bọn tôi sẽ vào vai một cái đội đặc nhiệm SWAT nhá. Đội đặc nhiệm SWAT hay là nói cho nó dân dã ở Việt Nam thì mình có đội gì nhỉ? Đội 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 đặc nhiệm à? Sát cảnh sát hình sự nhá. Cảnh sát hình sự đi giải cứu con tin và những cái người mà đang bị một bọn tội phạm nào đấy nó đang bắt ở trong một cái nhà. Đấy thì bọn tôi phải đến để giải cứu họ, tiêu diệt tất cả bọn đấy. Cái kiểu chơi của nó thì nó mang tính chất là cực kỳ là reality nhá, tactical và reality. Tôi yêu cầu nhất là đồng chí Hunter, thứ hai đồng chí Tứ và thứ ba đồng chí Đạt là tôi ngày hôm nay sẽ được xin phép và đóng vai tiểu đội trưởng Dũng nhá. Tôi là sẽ ra lệnh và yêu cầu đến với các đồng chí một cách đúng chuẩn chỉ của ngành cảnh sát, các đồng chí hiểu không? Và làm theo đúng lời tôi, không có kiểu không, đây không phải là Black for Blood nhá, Black for Blood nhá các đồng chí nhá. Đồng chí nhớ. Đấy, có lại bảo chơi là chuẩn chỉ luôn nhá, chuẩn chỉ bố lão nhá, thằng kia bố lão nhá. Thì em mã tấu em chạy rồi. Không, cái này không mã tấu đâu em ạ, cái này là em phải đi bắn đến thằng cầm mã tấu ấy, em hiểu không? Chứ còn cái này em lại thì chết nhá, không thể thế được. Bố lão này lại còn đòi một đứa bờ lê luôn, bố lão cứ bắn vào ven em mà bắn bằng sao nhá, bắn thẳng vào ven em bằng sao. Bờ lê đô em hay đốt hết cho gái lắm, nên em hay thuê gái hết. Đó thế là soi vào đi, soi vào đi. Anh tạo đấy, anh vào bấm vào đây, Blade anh cút tụi nè. Rồi được luôn. Rồi anh ấn friend only rồi. Bọn em soi vào được luôn mà. Ok. Đây, hôm nay chúng ta sẽ đợi tí tôi chọn nhiệm vụ đã. Để tôi bật nhiệm vụ lên cho các đồng chí xem đây, các điểm đây. Con trò này nó gần giống như kiểu là Phasmophobia. Chúng ta cũng sẽ chọn các cái màn. Các đồng chí muốn chúng ta vào chơi... Đồng chí Hunter lại ra ngoài rồi. Không, đồng chí Hunter, tôi mới nhận được tin từ phía phòng nhân sự ấy là đồng chí bị giải đất nhé, cho nên là cần nói cho đồng chí hay đi ra ngoài nhé. Phòng chống HIV. phòng tôi là phòng the, phòng đây. Hôm nay chúng ta chọn sẽ đi. Cùng đến với một cái căn nhà. Ui sao tự nhiên tối đi vào đây lại tối đi đấy. Ôi dồi ôi, đây là, đây nhá, nhiệm vụ này là thám tử của cảnh sát đã đi theo một cái nguồn tin về một cái kho metafetamin. Các đồng chí dạ. Tôi hỏi là metafetamin là cái thuốc gì? Đá bao à? Nguyên liệu à? Đá bao có một căn nhà chuyên môn chế đá bao. Cho nên chúng ta phải đến để xử lý ngay nhá. Nguyên liệu là chen của 2 năm trước rồi, bây giờ nó đá bao. Đá bao. Chen của 2 năm trước rồi. Đây, nhiệm vụ của chúng ta lần này sẽ là giải cứu người dân và coi như là bắt tất cả những cái kẻ tình nghi ở chỗ này. Đấy. Đến tiệm đá bao, đến nhưng tiệm đá bao giải cứu. Nhiệm vụ của chúng ta là đúng như ngoài đời thật, tức là không được phép gọi là máu me, bắn kiểu bắn giết như không luôn, mà chúng ta phải, tức là càng giết nhiều người thì chúng ta sẽ càng bị coi như là kỷ luật, càng bị ít điểm. Muốn lên lon được thì các đồng chí phải làm thế nào cho kẻ thù buông vũ khí và chúng ta coi như là cầm chúng nó lại về thì chúng ta được lên lon. Các đồng chí hiểu không? Để cho cái sự thi đua của phòng ban chúng ta nó chuẩn chỉ thì yêu cầu đồng chí là trước khi giơ súng lên và bắn hãy nghĩ rằng cái người trước cái đọng súng của chúng ta là có một gia đình, đồng chí hiểu chưa? Có vợ có con nhá. Đồng chí trước khi giơ súng lên hãy coi như suy nghĩ cho nó kỹ. Rồi. Ở đây nó có cái cấp độ instant nhưng mà khổ nó lại chưa cho chọn, chắc là do phòng ban chúng ta chức trình nó yếu nó chưa cho. Thôi. Phòng ta kinh phí nó hơi thấp hay sao đồng chí ạ? Mình dùng màn hình máy tính nó vẫn thừa tống hay sao ấy, không nhìn.
Các đồng chí thông cảm, việc của chúng ta thường ra hiện trường ấy, chứ không ngồi đây để lướt web đâu chị ạ. Mà đây là máy tính này là để gọi là cho vui thôi nhá, cho vui thôi, chứ còn nó không liên quan gì đến cái vấn đề làm việc. Có phải là chúng ta là cảnh sát đặc nhiệm, có phải là hàng vớ vẩn? Trưởng ơi, khi nào tăng ca? Chuẩn bị đây này, chuẩn bị, tôi đang wedding kìa, đồng chí không thấy cái chữ wedding à? Chuẩn bị wedding luôn đây này. Ơ à, thế nào? Ơ? À, wedding to deploy này thì hay là à đây đi vào phòng ready, đồng chí ta đâu rồi? Phòng đây, phòng ready, không đi vào đây thì sao mà dẫn sang đi được? Không đi đâu, không hiểu luôn. Và phòng này mới là phòng bắt đầu. Tôi để ý thêm một cái nữa là cái chuột của phòng ta là nó hơi bị ảo ma Canada đồng chí ạ. À đây, mọi người phải đứng vào đây để reset đi. Đâu, chuột đâu? Đứng vào đây. Chuột thì ờ đúng rồi, đứng vào kia đây, đứng vào chỗ đỏ đỏ, đúng rồi. Đây. Bục. Ok. Rồi, đi rồi đấy. Đi được con game nó nhiều khê phết đấy. Ừ, chuẩn chửi. Kéo cô đi. Ờ, bình tĩnh đã để bọn tôi đưa map đã. Chưa biết game như bây nào. Giờ là, ừ, bây giờ là các con chiên đang mất niềm tin vào nhà út, cho nên là phải có cái sự luyện tập. Cảm ơn các anh em gửi sticker nhá. Bây giờ mà bỏ bọn tôi qua bàn luôn đi anh em đi. Chúc mừng sinh nhật anh em Thiên Long. Guardian of the Hanoi. Yên tâm nhá. Bình thường phòng mình là chuyên bắt bọn đua xe. Đề nghị là đồng chí Tứ là trong giờ làm việc không gọi điện thoại cho người thân buôn chuyện nhá. Tôi vẫn nghe thấy giọng coi như là bố mẹ đồng chí là như nào nhở. Đi làm cảnh sát thì mà vẫn coi như là đồng chí nào chưa đi thế? Đi rồi ạ. Đi chưa? Một chồng mà nhìn mình người mình trông kinh nhờ, các cái kiếp băng đạn với lại những cái gì dụng cụ gì đây. Ủa kinh không? Ui xôi ôi, trông ngồi trên xe phải làm kiểu ảnh ấy. Đồng chí Tứ dạo này đi nắng nhiều sao mà da sạm hết vào này. Rồi các đồng chí đứng yên tập hợp điểm danh cho tôi. Đây là căn nhà chúng ta sẽ vào đây rồi. Nào đứng yên lại, các đồng chí đề nghị đứng yên ở đây. Chúng ta điểm danh đàng hoàng, đã làm việc nó phải đúng cho chuẩn chỉ, gọi thật. Đồng chí Tứ có mặt không ạ? Có ạ. Đồng chí Tứ có mặt không ạ? Có ai đây? Đồng chí Đạt có mặt không ạ? Có. Vâng, mời các đồng chí, chúng ta sẽ từ từ tiến vào trong căn nhà này. Đây là căn nhà mà coi như là nguồn tin của chúng ta cho biết là có đối tượng buôn bán xả cân. Thế vào đây. Đá bào. Ừ, đá bào nhá. Ôi giời, cái gì đấy? Sao đồng chí tao lại cái gì? Sao sao đây? Chết gì vào đồng chí? Đồng chí tôi chụp bắn cái gì vào tôi đấy? Ê, con người ơi. Ôi giời, con người. Ôi giời. Bình tĩnh các đồng chí, bình tĩnh. Sao đồng chí Tứ lại có đây là người dân, sao đồng chí ném bốn liệu là người dân rồi? Có kẻ địch. Sao vừa vào đồng chí tơ đây là người dân mà. Rồi chết rồi. Rồi hả? Đồng nghị tòng tòng người dân này vào. Nhốt nó lại. Đúng rồi, nút F, đến nút F để bắt. Rồi, quỳ xuống rồi. Rồi để tôi ra tôi nhét vào. Ok. Tao ra ngoài xe rồi gì anh ơi. Lôi ấy ra, lôi thằng đồng chí Đạt lôi do mà quên lôi cầm tay ra. Đúng rồi. Đấy. Đúng đã. Ôi giời, cảnh sát đang bắt giật à? Thôi mày. Yeah. Ok. Tốt. Đã bắt được một con nghiện rồi. Tiếp tục đi vào. Trong mặt... Đồng chí theo tôi. Bù láo à? Bù láo bù lưu. Đừng thế thôi. Có bộ này chắc là trong nhóm của chúng nó đấy. Công an đánh dân rồi. Không, đấy là nhiệm vụ của chúng ta, những cái thành phần như này chúng ta chưa biết là bạn hay thù nên chúng ta bắt buộc phải coi như là phải còng lại để gửi tạm về đồn thẩm vấn sau. Rồi, từ từ đã, các đồng chí bình tĩnh ở đây, tôi giao việc. Tại sao đồng chí, các đồng chí buồn cười nhỉ? Chúng ta làm việc là chuẩn chỉ theo đúng ngoài thật cơ mà. Đồng chí Đạt mở cửa cho tôi. Rồi. Đồng chí tiến dần vào. Thấy có ai là đừng có bắn vội mà hãy ấn F nhá. Ấn F để bắt nó hạ vũ khí xuống. Đi từ từ vào nào. Thế nó nếu nó không hạ vũ khí sao? Nó không hạ vũ khí thì chúng ta hạ. Chúng ta bị hạ. Ừ, chúng ta bị hạ. Còn các đồng chí là không clear, clear. Phải là clear chứ không phải clear. Đúng rồi, làm việc phải clear chứ. Clear. Rồi. Mở cái tủ này ra cho tôi. Có thấy ai không? Báo cáo.
À, tôi yêu cầu đồng chí Hunter vừa mới thó cái gì đấy. Đồng chí Hunter hy sinh rồi. Đồng chí Tứ chết rồi. Đồng chí Hunter chết nốt rồi. Các đồng chí hy sinh rồi. Tôi đã sơ cứu đồng chí Tứ. Đồng chí Hunter nhìn thấy địch còn lôi súng điện đang bắn thì chả chết. Kiểu đồng chí đã học qua cái đồng chí Tứ chết thảm quá. Đồng chí Tứ không chạy kịp, hy sinh coi như là anh dũng, còn đồng chí Hunter là chết tốt. Nhìn thấy địch tôi còn nhìn thấy đồng chí Hunter còn cầm súng điện ra bắn được quả nó cho cạo đồng luôn. Gọi cho mẹ đồng chí tiểu đi, không cho bắn nữa, tôi không bắn anh em. Phải ấn F chứ, nhìn thì nó phải giơ súng đó, nhìn vào mặt nó rồi ấn F. Em buồn cười, phải giơ súng chĩa thẳng mặt nó ấn F. Thôi đồng chí Đạt, chúng ta đi về hoàn làm lại nhiệm vụ này thôi. Chúng ta không quay về để coi như là quay về thôi, chúng ta làm lại nhiệm vụ. Các đồng chí phải tiếp tục nhiệm vụ chứ. Không, chúng tôi buồn lắm rồi. Không tiếp tục luôn. Rồi, quay về lobby. Có soi cửa, có súng soi cửa. Súng soi cửa là của ai đâu. Đồng chí nào cầm đấy? Cái đồng chí nào cầm ấy chứ? Đồng chí nào cầm? Đồng chí Tứ cầm ấy sao ấy, nhưng mà không chịu soi ấy chứ. Ai cũng có hay sao chứ, đâu phải mỗi mình em có đâu. Ô, súng của tôi là súng 31 thì sao mà soi được cửa? Anh cầm M16 có đâu soi được. À, còn M16 soi nhưng mà soi đến giờ không xuyên qua. Tôi nói với hai đồng chí nhé, đấy là hai đồng chí mới gặp một cái con mụ rất là vớ vẩn, đàn bà rất vớ vẩn. Tới đây mà nó bắn chết hai đồng chí rồi, con game nó không phải là game đơn giản, đồng chí hiểu chưa? Chơi mà cái kiểu mà vào mà như là Black for Blood là chúng ta oảng hết cả lũ, tôi nói với các đồng chí luôn. Nên là không cái game này không phải là game đùa đâu, tôi nói trước. Đấu súng là chỉ có bảng thôi các đồng chí ạ. Đồng chí Hunter còn đang ra đây để lấy đồ để đặt cái gì. Số 6 đây, đã số 6 đây. Xem có súng này không? Đấy, ra đây để modify cái loadout. Đấy, có. Ra đây để modify cái loadout thì mới gì được. À. Đây này. Ôi còn có cả Heavy Armor luôn này, Heavy Armor luôn. Còn có cả có cái kính. Kính đeo vào để chống cái việc là chúng nó ném flash bang này. Đồng chí ra tôi ấy cái, tôi đi ra cái. Đứng vào lần đấy ấn nút là được. Còn có cả mặt nạ chống chúng nó ném khí độc này. Có thằng nào coi như là xì hơi là chúng ta ấy luôn này. Đấy, thế mà nãy giờ đồng chí Hunter không nói câu gì. Không hiểu luôn. À ra là biết rồi nhưng mà không chỉ anh em ạ. Chịu luôn đi. À, tôi yêu cầu cho đồng chí là nghe lời tôi này. Thứ nhất là tất cả chúng ta là đồng chí Đạt mang theo flash bang cho tôi. Đồng chí Hunter và đồng chí Tứ, hai đồng chí mang đồng chí Hunter cầm điệu đạn ga cho tôi, điệu đạn được khí độc cho tôi. Còn đồng chí Hunter cầm Stinger Grenade cho tôi. Stinger Grenade có nghĩa là một cái loại điệu đạn khi chúng ta ném ra nó sẽ nổ thành những cái viên cao su nhỏ, bắn vào bắn ra xung quanh, không gây sát thương chết người nhưng sẽ khiến cho coi như là đối tượng rất là đau đớn. Đấy, để chúng ta có thể dễ dàng triệt hạ, bắt chúng nó quỳ xuống rồi chúng ta còng, đồng chí hiểu chưa? Đồng chí Tơ cầm theo CSG tôi, còn đồng chí Tứ cầm theo Grenade, là Stinger Grenade cho tôi. Okay. Cái đo này là gì đây? Đo quét này là gì đây? Hả? Đo quét á? Đo quét là chúng ta sẽ khóa một cái cánh cửa lại không cho nó mở ra. Tức là khi mà chúng ta đang vào check một cái khu vực trong đấy sẽ có nhiều cánh cửa, nhỡ chúng ta đang check cửa trước có thằng nó mở cửa sau bắn thì chúng ta sẽ block cái cửa lại không cho chúng nó mở ra, khi nào chúng ta cho phép mới mở ra được. Mình hiểu chưa? Đấy, bài tiếp tục này, đồng chí Đạt cầm cho tôi cái pepper spray cho tôi. Đây là cái để xịt hơi cay. Đứa nào mà bố láo không chịu đầu hàng chúng ta xịt thẳng mặt nó luôn. Đó, đồng chí cầm cái đấy đi cho tôi. Thế còn ai cầm cái soi cửa đấy? Cái soi cửa là cái mirror gun. Thì là đồng chí tôi đề nghị đồng chí Tứ cầm theo mirror gun cho tôi. Ok. Em cầm. Rồi. Rồi, tôi sẽ cầm theo ballistic shield, có nghĩa là coi như là cái khiên chống đạn. Tôi sẽ đi đầu những cái trong những cái lần mà coi như là nguy hiểm, tôi sẽ cầm cái này đi đầu. Đồng chí Đạt cầm cho tôi breaching shotgun để chúng ta phá cửa khi cần. Đây là shotgun cực lực cực mạnh phá cửa. Còn đồng chí Hunter cầm theo tôi cái battering ram để chúng ta lao vào cái chỗ mà những cái thằng mà nó dám coi như xem cái bộ phim nó thuộc cái thể loại loli. Chúng ta sẽ FBI open up, bắn thẳng cửa, lao thẳng vào. Breaching shotgun ở cái phần gọi là long tactical. Ừ.
chiến thuật chuyên nghiệp. Đồng chí Hunter cầm Battering Ram chưa ạ? Ở trong phần tôi nó gọi rồi. Là ở trong phần rồi. Đồng chí Tứ cầm Miro Gun chưa ạ? Cầm rồi, cầm đồng rồi. Chí là vai trò rất quan trọng, đồng chí là soi qua khe cửa đấy. Rụp cửa anh. Hiểu chưa? Rồi. Ok. Đó, nói chung là thế thôi. Là chúng ta lấy cái khẩu súng ăn ra của gì? Lấy thì phải vào game lấy được. Ấn 1 2 3 4 à, thôi. À 5 à? Ừ. Từ 1 đến 6. Rồi, xong, lên đi. Đi, dỗ. Các đồng chí nhìn thấy sau lưng tôi chưa? Kinh đấy. Hàng họ. À, chúng ta quay lại với cái nhà này nhá. Đồng chí Hunter có cái ống tre ở sau lưng đấy. Đấy, cái phá cửa đây, FB ông phần đắp đây, ống tre nào. Sở chúng ta còn nghèo đồng chí ạ, cho nên là bên Mỹ thì nó dùng cái tấm sắt, cái miếng coi như kim loại, còn chúng ta để dùng tạo ống tre phá cửa, không sao cả. Chứ có gì đâu. Đồng chí sợ đói mang ống cơm lam đi. Mặc cơm lam đi mà. Cái gì bảo nhá. Mặt nạ của tiểu đội trưởng nhìn nó phèn nhá. Mặt nạ phòng độc của người ta bảo phèn. Cái con này mà đeo vào em yên tâm luôn là corona cho vào hít hà trước mặt anh luôn, không làm cái gì luôn. Đồng chí nó đã đi chưa đấy, đi đây. Đứng vào cái chỗ kia đi, đồng chí Hunter không biết à? Đứng vào cái chỗ kia thì mới đi được rồi, chứ. Đúng rồi. Thế sao mày có 3/4 là sao? Đang lốt. Mạng nhà đồng chí Hunter phải xem lại nhá. Chúng ta đi bắt tội phạm tại sao mạng yếu thế nhở? Thế sao bắt được? Đến nơi nó chạy về bố mất rồi. Ok. Đấy. Rồi đó. Rồi. Chồng thì tứ già ngầm thế. Cái tôi nhân vật của tôi là Braum nhá, Braum. Tí nữa là có vấn đề tôi vứt khiên chạy luôn, không có vớ vẩn. À, okay. Các đồng chí bình tĩnh là bây giờ là tôi như là lần này là đi vào nào, đồng chí tôi đừng có nghịch ngợm vớ vẩn, tôi đuổi khỏi ngành bây giờ, cứ cầm cái súng bắn điện ta lại bắn. Tí lại có con bộ nào nó bắn cho cái này chết phòi phèo. Đồng chí theo tôi. Có một con nhỏ bên phải đó. Không, nó random em ơi, chứ chơi trò này lại y hết thì nói làm gì. Đồng chí Tứ có vẻ vẫn coi như là hơi chưa quán triệt nhá. Game này rồi. Nó là game tactical đồng chí ạ, làm gì có chuyện là ván nào địch tôi cũng nằm thế thì còn chơi bời gì, có phải là Back 4 Blood đâu đồng chí. Đó, đồng chí okay. Tứ soi cửa cho tôi ạ. Soi cửa ạ. Ok. Clear. Tốt. Đồng chí Hunter, phá cửa cho tôi. FB open up. Đấy. Rồi. Các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng nhá. Các anh chị. Ok. Tới đi. Tôi bảo đồng chí phá cửa chứ phải mở cửa đâu. Đại ơi. Cô ơi. Đâu. Tốt. Tới đi. Cầm nó lại cho tôi đồng chí tự. Cầm nó lại đã. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Kinh quá nhở. Đồng chí Tứ lại còn có quả cái gì đập đầu kinh đấy. Mà không nghe nào. Ôi, cảm ơn em Định nhá. Đó hơi hiểm đấy. Tôi đề nghị lại tất cả đồng chí là không được tự động mở bất kỳ cửa nào. Tôi ra lệnh mới được mở, nghe chưa? Các đồng chí ăn trộm gì trong tủ lạnh đấy? Vào chưa chị đã nhìn thấy các đồng chí tôi, đặc biệt là... Đồng chí Tứ soi cửa thôi. Cửa này. Tối trần gì ạ anh ạ? Thế nên là kiểm tra có gì ăn không? Ok, về lập công đi rồi chúng ta sẽ có thức ăn rất nhiều nhá. Chị Tứ mắt là sao đấy? Không thấy ai đâu. Sao đồng chí soi người ta phải đúng theo cái kiểu tactical, đồng chí phải ngồi xuống. Tại vì cái đây là cái này nó sẽ thọc qua khe cửa. Ai lại đứng như thế bao giờ không? Đấy, như thế nó mới đúng. Mở cửa nhỏ đã. Cái cửa nó khóa rồi không mở được không nhé. Rồi đồng chí ăn tôi, thì ăn tôi. Đồng chí sẵn sàng. Đồng chí sẽ lại cầm ngã. Rồi. Ok. Cầm cái kia cơ mà. Ok. Đây. Rồi, chị mới vào ngành. Đúng rồi, là vào. Đồng chí đặt vào trước. Tôi là tiểu đội trưởng. Từ để em thoa cái súng vào anh xem có đang nào đã. Vào đây ra ngoài mà. Ra ngoài. Clear. Mời đồng chí giúp đi trước. Rồi, các đồng chí bình tĩnh. Tôi đi trước. Đồng chí tự tự soi tôi cửa này. À, đồng chí Đạt, check góc cho tôi. Check góc này cho tôi.
Ô tôi nghe thấy có tiếng của một con nào đấy. Phòng trên nào. Trưởng là có địch. Không. Ôi ôi có. Đúng rồi, đồng chí Đạt. Đưa tay lên. Giơ tay lên. Rồi tốt, rất tốt. Bắt luôn. Rồi. Tuyệt vời. Đánh như nào đấy đồng chí? Đánh như nào đấy? Để giã phát. Thằng nào láo bị đánh rồi. Con này nó có làm gì đâu mà đánh. Ừ. À. Và các đồng chí là có thang hay không biết là con thang à? Để treo thử lên nào. Được treo được đấy. Có thang ở đây là Không được, thang hư. Không được đồng chí ạ. Thang vớ vẩn thôi. Ở mình tứ xoay cửa cho tôi đi. Từ đã, khai đồng chí, đồng chí ăn tôi cứ bình tĩnh đồng chí. Để làm gì mà cứ lăm gồng che. Đồng chí Đạt đâu ấy? Đấy. Ở đây à? Ok, sao chưa chị đã mở cửa thế? Bình tĩnh đồng chí đi. Đồng chí Dũng dơ khiến nó chứ thì... Ừ, chị cứ bình tĩnh. Làm gì có thằng nào đâu mà dơ khiến. Ủa, trong này như có hội kín gì, có hình con nhện. Kiểm tra tôi xem cửa này khóa hay là... Rồi, cửa này là gì rồi? Cửa này có khóa rồi. Không? Ôi ơi, bị tên đồng chí được đạt vì thế chúng nó bắn ra chết. Đồng chí Đạt cầm sò cát ra cho tôi. Đây. Rồi. Đạt ra. Bắn vào khóa. Ơ kìa. Rồi. Vô. Đồng chí Tứ máu thế, mời đồng chí Tứ vào đầu tiên. Ok, rồi luôn. Mời đồng chí vào luôn. Xoay đã. Xoay cái gì, đi thẳng vào nhanh. Xoay. Cứ đi. Clear. Không có ai, tốt. Very good. Có một thằng ở bên trái. Có một thằng bên trái, đồng chí Đạt lia. Đồng chí Đạt lia flash bang vào tôi. Nó ở đâu đồng chí Đạt? Ở bên trái. Lia vào. Rồi. Đó, ném luôn. Rút tay lên. Đồng chí Đạt. Nó phản kháng. Tôi xử nó rồi. Láo quá. Bù láo cái nào. Nó dám phản kháng tôi. Chết đã vô sớm. Tham ăn lắm. Cái gì? Sao? Cái gì kiểu nó đang chơi đồ sao? Nó vẫn lắc đầu đi. Nó phản kháng tôi. Ui. Ồ. Ôi khiếp, máu bắn mẹ lên ở đây này. Kinh chưa? Bố láo với tôi làm sao được? Đồng chí giúp tôi. Rồi, để soi cái cửa này đã. Có không đồng chí? Bình tĩnh đã đồng chí. Đồng chí Hunter ra đóng cho tôi cửa phía sau này lại, đề phòng chúng ta bị bóc lốp. Các đồng chí ra đóng cái cửa phía sau này lại. Tốt. Đồng chí thì sao, có thằng nào không? Không có thằng nào cả. Clear. Rồi clear, đồng chí Hunter ra thúc cửa cho tôi. Chúng ta đang xem phim lậu. Đồng chí thúc cửa cho tôi. Ông che đâu? Cái này không thúc được. Cái này phải đạp. Sao lại không thúc được? Phải đạp mới đạp được chứ, cái thúc mà không thúc được. Để yên tôi vào. Yêu cầu tất cả giơ tay lên. Chúng tôi là cảnh sát đây. À mà nãy giờ nó biết mình là cảnh sát rồi nhỉ, các đồng chí nhỉ? Giờ thì các đồng chí Tứ lại soi tôi đi. Soi nữa hả? Soi nắm ấy. Phải soi chứ còn gì nữa, chúng nó bắn đau lắm. Đồng chí Dũng tí thì có tiền tuất đấy. Ôi clear, không ai. Đồng chí Hunter, lần này đồng chí để yên, đồng chí Hunter thực thể hiện màn coi như là ống tre tôi đi. Phải thể hiện sự chuyên nghiệp, cũng đập cửa phải như mấy cái thằng vớ vẩn. Ném flash được không? Đúng. Đây, để yên, tôi có flash. Tôi ném xong là đề nghị là đồng chí Hunter lao vào đầu tiên rồi đồng chí Tứ. Nghe chưa? Không được bắn nhá, chỉ đưa súng cho nó nằm xuống rồi. Ngoảnh mặt lại. Rồi, mở đi chú bạn. Không, bắn kia, đồng chí Hunter chói mắt. Cẩn thận. Đây, mày có thể lên không? Đứng đi. À, đôi gian phu dâm phụ nào đây? Đồng chí Hunter, tôi sao đồng chí để chói mắt bởi chính liệu của mình ý? Tôi hơi buồn nhá. Không hiểu luôn đấy. Nó bảo nó chỉ là người vô tội thôi. Ờ, kệ nó. Có thật người vô tội không? Có ai trong này không? Ơ? Chúng ta vào phía ngoài rồi đồng chí ạ. Ủa? 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 Đi gác này, nào? Ở đây có cầu thang này. Đâu. Đây, đứng lên cầu thang đây. Tốt. Đồng chí Đạt đi đầu cho tôi. Không nói nhiều, nãy giờ đồng chí làm việc không hề có cái sự coi như là máu me gì cả. Đi đầu cho tôi. Đồng chí Hunter đi xuống. Đồng chí Đạt đi lên đầu tiên cho tôi. Mắc rồi. Làm việc cứ toàn để đồng đội đi trước, đồng chí là không được, đồng chí nhá, tinh thần ở đâu. Ô, có ai bật cái đèn gì nhìn đêm kiểu gì đấy?
em ném ra, ấn C để ném cái gì ra. À thế à? Ờ, nghe tiếng gần đây lắm. Ê, có một hàng, Đâu? Đâu, bên phải. Đâu, hắn ta có nhìn thấy ai đâu, chết tôi thấy ai đâu. Có, đâu, đây, đây. Bóng. Nó chạy lùi lại rồi. Đồng chết tôi lùi lại. Rồi, rồi. Go. Giơ tay lên. Tới đây. Đây nó đâu chung phòng khác rồi. Phòng này phải, chung phòng này đúng không? Chung phòng này. Soi cho tôi phòng nào. Đâu đâu. Soi cho tôi. Soi. Ok, bình tĩnh đã. Đồng chí ăn không quy trình. Thì đây thì vào thì. Con này nó con này bố láo. Từ tí tôi tương flash mang vào. Từ từ bình tĩnh, tôi tương flash mang vào. Ủa xuống hết điện à? Không, ở phòng trong, không phải phòng đấy. Phòng trong nữa, không phải. Đề nghị đối tượng đầu hàng. Mày ơi, mày tôi tới chân rồi. Mày đầu tôi rồi. Ôi, đồng chí Dũng đi rồi. Đi sinh rồi. Kìa, tớ đi vào kìa. Chú táo à? Tớ đi à. Đồng chí Hunter đi lên một. Đồng chí Hunter đi rồi. Ôi, bách ra tôi. Lại. Lúc đồ này. Pha tốt nghiệp đồng chí Tứ lại nhìn thấy đối tôi chưa thấy một cái thằng cảnh sát nào nhìn thấy đối tượng. Nó có súng chạy. Tôi chưa này. Thấy có cái đặc nhiệm cảnh sát nào không có một cái phản ứng nó ra hồn nhá. Bình thường là người ta thấy nó là dụ là người ta bị bắn, một là bắn này không bắn thì người ta lùi lại nhẹ nhàng, hoặc người ta ném cái thứ đồ gì đấy ra, hoặc là như thế nào đấy chứ ai. Nó có anh ơi, nó có súng chạy. Chúng ta có em phải tưởng là anh bảo đâu. Là không được giết nó để bắt sống thì em mới lùi lại á. Lùi lại thì phải bình tĩnh. Cảm ơn em xem. Hunter có muốn tiếp tục công tác không đồng chí? Dạ. Đồng chí Hunter đi vào công tác rồi chứ đồng chí đâu đấy? Xem đồ đã đúng chưa? Ờ rồi đồ vẫn như thế thôi. Được rồi. Đồ vẫn như thế mà. Đây. Cảm ơn anh em Trần Hoàng. Anh bảo anh phải cầm cái khiên lên chứ anh cứ cầm súng đấy lên là tôi phải nói thật đồng chí Tứ là tôi cũng đang muốn chứng tỏ cái việc là trưởng phòng, thành ra là cũng muốn có cái hành động làm highlight. Ai ngờ đâu con đấy nó bắn chuẩn thế mẹ giữa đầu luôn ạ. Thật vãi chuồng. Vừa mới nhìn thấy nó cứ như kiểu là tôi đang chơi CSGO đi ra chợ ấy. Nhìn thấy mặt thằng nào đấy một cái là oảng luôn. Cảm ơn anh em Đức Anh. Khi mà bắn gớm thật ngồi. Con đấy có khi là em gái của Shroud hay là à, quên, hay là em gái của cái gì nhỉ? Của cái gì chết. Đồng chí người ta đúng gọi là anh dũng hy sinh luôn đấy. Có chỗ restart không cần bách ra. Có nút restart không cần bách ra. Anh dũng hy sinh luôn. Đấy là có restart à? Ngoài đời nó như thế đấy các đồng chí ạ, nó không như trong sách của ô đâu các đồng chí ạ. Đồng chí đã được đọc ở trên gọi là đọc ở trong đám tang là đúng là đồng chí anh dũng hy sinh. Muốn lập chiến công không bây giờ là mình bắn ấy, bây giờ là mình nó mà bắn mình đương nhiên là mình choảng nó luôn, nhưng mà không phải cái kiểu game này là nó giống như con SWAT 4 ấy, là chúng ta lùi lại cho chúng ta ném những cái flashbang này hoặc là sting grenade này cho nó bị đau là nó cũng sẽ không phải là chúng ta bắt thì chúng ta mới được lên lon, chứ còn bắn không thì khác gì là chơi CSGO vào thì nó có cái vẹo gì ở đâu. Súng của tôi như hết điện anh em ạ. Súng thế nào đồng chí Hunter lại súng lại hết điện sạc đi chứ. Chúng ta vào luôn đây này. Rồi luôn đây này. Lần này chơi chuẩn chỉ này. Không có chỗ cho sự sai lầm nữa đâu. Kinh đồng chí nào chết là sủa luôn nhá. Bây giờ đồng chí nào chết sủa nhá. Đúng rồi, đồng chí nào chết sủa nhá. Không phải hát luôn chứ. Hát luôn bằng tiếng go go luôn. Sủa không rồi nó không có sức nặng. Đồng chí Tứ soi tôi luôn đi. Phải có cái gì chế tài cho các đồng chí nghiêm túc chứ. Đồng chí Tứ soi mãi ngửa ngay đồng đội không có lỗ phải chọc vào. Cái gì? Không có lỗ chọc vào. Soi nửa ngày không tôi sao nó sẽ mất rồi. Ừ. Ok, sao lại tung bố cửa rồi? Okay. Ôi, có một tung con bố cửa rồi đồng chí ạ. Mất vào. Đây, có thấy một con. Đồng chí cẩn thận nó bắn cho lòi ruột tới bây giờ. Ê! Đây! 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 Đây!
Tiêu đâu được. Kiểu gì đấy, làm xoay mở cửa ra làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Ôi thằng nào bắn cái gì đấy? Sao được điều gì Hunter ném cái gì đấy? Đó ném bom khách ạ. Thôi đồng chí đừng có vớ vẩn, tội phạm gì có bom mà ném. Rồi vào đây. Rồi vào đây. Go. Một hai một người nữa mà. Tốt. Ủa kinh không? Kinh quá nhờ. Put your hands up. Hands up now. Police, hands up. Hands up above your head. Hands up, do it now. Get on the ground. Down on your knees. Ủa đồng chí tứ. Đồng cứ người thứ hai ngã xuống là restart nhá. Cứ một người nữa bảng là restart. Bây giờ chúng ta không còn người soi cửa. Anh em tôi phải nói thật với anh em, cái pha vừa rồi highlight thì nó phải nói là khổ, mình đã nói rõ với tứ là cửa đã bung ra rồi vẫn cứ có một thằng. Rồi để tiếp tiếp đầu. Go. Giơ tay lên. Put your hands up. Hands up now. Hands up. Police, hands up. Get down. I want to see. Hands up. Do it now. Hands up now. Chúng ta cứ phải mồm năm miệng 10 với đồng chí ạ. Cho nó sợ. Put your hands up. Hands up. Do it now. Down on your knees. Hands up. Do it now. Put your hands up. Mở mồm ra đồng chí. Mở mồm ạ. Ơi, tôi cầm nói. Get down. Get on the ground. Put your hands up. Put your hands up. Từ từ, từ tôi ném vào đã. Bây giờ không còn thằng soi cửa rồi thì... Ơ? Cái gì này là cái gì? À, đây chứ. Ơ? Gờ. Go. Hands up. Put your hands up. Police, hands up. Put your hands up. Ơ, đừng nhận được đồng chí ơi. Ơ, cái gì đây? Cái gì đây? Chỗ gì đây? Anh đâm gờ. Không cất đi được à? Lưu đạn. Các đồng chí để yên tôi thực hành cái việc này cho các đồng chí nhìn nữa này. Nhìn nữa này. Tôi chỉ làm một lần thôi. Lạt lạt rồi. Đồng chí Đạt đứng ở bên bên phải cửa, đồng chí Hunter đứng bên trái cửa. Đồng chí Hunter đi ra kia đi. Đi ra cái cửa này cơ mà, đi đằng nào đây. Đồng chí Hunter bên trái cửa, bên phải Đạt bên phải cửa. Ngay sau khi có tiếng nổ phát ra, đồng chí lao vào ngay, nghe chưa? 3, 2, 1. Go. Ở đồng chí Hunter trên bên rồi. Đồng chí Hunter đứng hai bên chứ, đồng chí lại hai bên chứ, sao anh lao vào chỗ đây? Đồng chí lao mẹ vào bom được đồng chí. Béo là mình nên là chết. Đó kìa, nó bị táo rồi, không được bắn. Civilian is DOA. Rồi, restart cho nhanh. Khổ, hai đồng chí hát luôn đi, còn gì nữa. Nhanh lên, bài gì luôn đi. Nói nhiều. Bẩn vãi cố ý à, thế là cố ý bẩn vãi cái gì? Cố ý gì? Bảo đứng bên cửa rồi, không đứng. Cảm ơn anh em đội trưởng đội đặc nhiệm. Tôi không phải người đặt bom mà tôi... tôi làm sao mà... không hiểu sao đồng chí Hunter nằm oảng ra lấy luôn, chả hiểu thế nào. Hunter tự nhiên đứng lấy oảng, chả hiểu. Đứng ở có bom quá thì chả oảng nghe không? Ừ, đứng xa ra đây, đứng sát trưởng chứ. Dũng kêu em phải đứng trái cửa. Đá bảo thì đúng rồi, bên phải, bên trái đồng chí Đạt không sao đâu. Đúng rồi, tôi đứng bên phải cửa và đồng chí... Đồng chí Đạt vẫn bình viên vô sự, đồng chí thế nào? Chỉ được đưa cái quả bom nổ nó trở về. Chắc máu quá, khổ. Lao vào thì nó phải đứng chí thực hiện nữa. Sao hai đồng chí vẫn chưa thực hiện cái công việc của một cái người mà đâu không? Đâu. Bài hát cơ mà. Đồng chí Đạt chọn bài cho. Go. Go. Đáng sinh sớm anh ơi. Ai rồi. Đồng chí Tứ lần này soi cửa để ý cho dĩ rõ tôi nói đấy nha. Tôi đã nói ra cả giọng ra là cửa mở rồi còn soi cái gì. Cái kia nó không biết mình ở đằng ngoài. Đừng có mở hẳn cái cửa ra để soi. Ai mở? Có mỗi mày tự ấn vào mở chứ làm gì có đứa nào mở. Thằng nào nó mở toang cái cửa ra. Làm gì có ai mở? Đồng chí này đùn. Ừ, đồng chí đùn. Cái đùi đồng chí cứ đùn. Ôi,
Có một thằng đang cầm UMP ở trước, một con nhỏ đứng ở sau. Đây là cơ hội chúng ta thực hiện. Nào đồng chí An, tôi đứng tránh ra để tôi thực hiện cái việc khiến cho chúng nó vậy. Coi như đây, tôi sẽ bắt đầu nói từng bước này. Đầu tiên tôi sẽ đặt coi như là thuốc nổ ở cửa. Ngay khi mà cửa nổ, tôi đề nghị đồng chí Đạt tung ngay flashbang vào thôi. Ngay sau khi đồng chí Đạt tung flashbang vào, đồng chí Tư, đồng chí Hunter tiếp tục tung gas, lựu đạn gas vào cho tôi. Hai đồng chí cùng tương cả lựu đạn flashbang lẫn lựu đạn gas vào cho chúng ta. Ok. Thế đéo nào mà ấn được, nó không có ấy à? Luôn đi, là ấn là nó sẽ chơi luôn. Nếu hiểu rồi nhá, mở khe cửa ra rồi ném vào cái khe đó. Không, không phải khe, tôi cho nổ bây giờ đi gì phải khe. Đứng lùi ra không chết oan đi này. Ngay khi cửa nổ, đồng chí Đạt còn flash 3 đúng không? Tương flash 3 vào, xong ngay tiếp theo đấy đồng chí Hunter tương mẹ tương bom pha gát vào. Sau đấy là tôi sẽ lao vào trước, đồng chí Tư đi ngay sau tôi, nghe chưa? Ok, 3, 2, 1, tương! Ôi, đâu, flash đâu rồi? Flash đâu? Ok. Go, vừa nằm xuống, xử lý cho tôi. Nằm xuống. Mày nằm xuống. Ôi, bắt được một tên. Nằm xuống, rất tốt. Mẹ tôi dân này. Ok, có thằng nó chạy kìa, có thằng nó chạy kìa. Đồng chí Tứ bên tay trái đồng chí. Để tôi đi trước. Đâu? Nó trong phòng bên này. Rồi. Từ từ để xoay đã. Không phải soi, nó chắc chắn trong này rồi. Tương flash vào. Đây, tôi tương flash vào đây. Go. Rồi tay lên, phụt hả? Rồi tay lên, rất tốt. Vô lao, vô lưu à. Rồi, bắt lên thằng này các. Đồng chí bình tĩnh. Thằng này nó có cái túi gì ở dưới đất này? Túi... túi đàn đấy. Đá bào đấy, túi đá bào đấy. Thế nào? Rồi, đi, mu. Clear, bên này clear rồi. Trong này có thằng nào không? Thằng này cũng clear luôn. Ngoài rồi, sao cái thằng bọn này nó không có đèn pin nhỉ? Rồi, để xoay nhá. Hay là đèn pin là nút nào? Chả hiểu. Đồng chí Tứ xoay luôn đi. Ôi, bên trái có một thằng đang bị còng. Ủa? Ơ sao lại bên trái có thằng nó bị còng? Thì như là con tin. Ôi, đâu, có con tin bên ngoài. Đây, là người tôi, đồng thức. Em vừa còng nó mà. Ơ, sao còng, sao lại đóng cửa lại thế nào? Sao đồng chí Hunter sợ bị bóc lốp? từ bình tĩnh. Ơ kìa, sao lại cấp mở cửa đấy nhở? Không hiểu luôn. Ê, có một thằng, tư vừa lái sang bên phải. Được rồi, bình tĩnh, đồng chí cứ bình tĩnh. Để em tung cho, để mở cửa tung vào, mở cửa ra. Không, trái cái kia, hướng đằng kia bên kia, thì đừng mòn cái kia. Rồi, thêm ném luôn nhá. Ném đi. Đó, sao không có. Ôi, quá xuống. Khổ đám à. Đồng chiến đối tượng. Ok, sao lại cầm ống tre làm gì đây? Rồi, tốt. Cầm nó lại. Báo cáo đồng chí, ở đây mình có thể nhìn qua khe cửa. Hay nhỉ, đúng. Nice tattoos. Ngay. Ok, để xoay á. Ờ, xoay đi. Ôi, trái phải cơ đi ạ. Tốt, mở cửa thôi. Hoàn thành nhiệm vụ này như một coi như là đội SWAT thực sự luôn. Lúc nãy bọn tôi đùa anh em thôi. Một tên... một thằng da trắng đang cầm khẩu súng lục. Rồi, ngay trước mặt luôn. Rồi. Ok. Nó mở cửa ra. Bắn luôn. Không, nó không dám mở cửa đâu. Làm sao nó dám mở cửa? Đặt bom, đồng chí giúp đỡ luôn. Đây, đặt bom đây. Từ nhớ nha, tôi nói nhá, các đồng chí đã đứng sẵn sàng ở tư thế ở đây là đứng ở chỗ này này. Ngay khi tôi mở xong phát là đồng chí Đạt, đồng chí Hunter là táng coi như là lựu vào, nghe chưa? Ok. 3 2 1 táng lựu vào. Rồi. Go, 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 go
cái cửa này không ở đâu. Đồng chí nào làm mồm đấy, cứ nói ít thôi, nói mãi tôi nhất cả tay. Này... cái cửa này nó bắt phải bể khóa rồi. À đây rồi, đây rồi. Thôi, trước mặt không ai, trái phải không có, clear. Rồi. Rồi. Mở khóa đi đồng chí nhá. Ô kìa, ủa kỳ quá nhờ. Ờ, sọ gan bắn phá cửa. Ôi da, chết mẹ rồi. Con mẹ. Thằng nào lấy bom đây? Nó đặt bẫy ở cửa. Đúng rồi, đặt bẫy ở cửa. Nó đặt bẫy ở cửa. Đồng chí Đạt là chính là người vậy, đã bị khiến cho cả team chết. Đồng chí. Thôi. Ba đồng chí ra đi. Mẹ. Bảo là tu tu. Rồi restart thôi kìa. Triple kill chứ double kill gì. Rồi mời ba đồng chí thôi chứ còn đi. Hunter ném bom á? Đâu em cầm súng điện mà. Đâu, không phải chúng nó đặt bẫy ở cửa. Nó gắn cái quả lết ở cửa. Ừ. Cái mẹ buồn cười hết luôn. Mình còn đang phân vân không biết có nên đi vào hay không. Quá là ai xông vào luôn. Ừ, thằng đầu tiên xông vào tứ trái. Kinh người mở ơi chẳng vào. Còn liên rồi. Đấy, mỗi lần chúng ta chết là rút ra bài học và chúng các đồng chí yên tâm mà chúng ta sinh tử luân hồi, không lo luôn. Người khác thì sẽ là oảng nhưng mà chúng ta lại sống lại. Nên là mỗi lần Hunter ném đấy không phải nó đặt bom đâu. Không, vào đây không phải Hunter ném. Hunter ném bom làm sao mà chết được nhỉ? Bom trong này làm gì có bom mà. Chết. Trong này chỉ có Flash Bang với lại rồi, Stinger và hết với lại Rat thôi mà. Làm gì có bom nổ đâu mà ném. Cái gì đấy? Ôi, chết rồi. Ôi, vãi. Nó đâu ấy? Nó biết mình đến à? Ôi, đồng chí Hunter đang rồi, chết rồi, đồng chí nó vào rồi. Nó bên ngoài anh. Chết chạy luôn rồi. Nó mai phục rồi, lộ rồi, thằng nào tình báo ấy rồi. Bốn đồng chí ra đi bởi một thằng tội phạm. Vâng. Bốn đồng chí SWAT ra đi bởi một thằng tội phạm cầm một khẩu lục. Là bán thông tin cho kẻ địch mình đến à. Chắc chắn là có thằng bám. Đồng chí có nhớ là nhiệm vụ lần trước có thằng không chết không? Đúng rồi. Đó là thằng đã biết là có điệu đạn đã được cửa. Cảm ơn anh em FBI. Chắc chắn là thằng này là thằng tay trong của bọn này. Đúng rồi. Làm gì có ai vào đây nữa? Đúng rồi. Cái đoạn mà lúc ấy anh em bị chết, giống phải mình chết này. Là có một người còn sống đúng không? Ừ. Đúng rồi, chắc chắn là nội gián rồi. Quả lúc đấy là ba anh em chết, nhưng mà duy nhất là có một thằng nội gián sống. Chỉ buồn cười đồng chí Tứ vừa vào đã. Ôi rồi ôi. Ui mẹ, nó ra là bắn nhanh thật đấy. Bà đủ đầu ba thằng, bốn thằng đầu hết cả lúc. Còn chưa kịp nhìn thì nó vào đâu luôn đấy. Không, anh vẫn kịp nhìn thấy cái bóng dáng của nó em ạ. Xong nó hoặc luôn. Không ai biết xoắn ngay luôn ạ. Nó còn nó còn đang ở trong cái nhà kia, đồng chí Hunter cứ hàng rào đồng chí bắn có đau tôi không chứ. Mẹ, là mình cứ tưởng là thằng đó ở sau hàng rào, mắt mình là mắt nhắm mắt mở đã mù, có thấy cái gì đâu. Cứ thấy đồng chí Hunter cứ hàng rào đồng chí táng. Mình chắc là nó ở đấy rồi, bắn cho nó lấy khí thế. Nó trong nhà. Ôi ôi. Hình như là có hai thằng. Nhưng mà rất là nghi nhá. Quả để bốn người xông vào chứ ba người. Ôi, chết. Tôi bị bắn chết đầu tiên đồng chí ạ. Đồng chí đồng chí Đạt đi đầu tiên à? Cứ tưởng chị Tứ đi đầu tiên. Em đầu tiên luôn á. Trưởng là có mờ ám. Điều đội trưởng bảng mờ ám cái gì? Đi theo tôi. Ở chơi đàng hoàng. Đàng hoàng cái này. Không đùa nữa. À, mỗi suất. Cảm ơn tôi đồng chí. Mày ở đây làm gì? Con này là hàng ngày bút cu cho mấy thằng đấy đấy. Còn bắt được một. Ở đây đấy. Ai thèm sờ vào người mày mà mày bảo hand off mình. Và vẫn cũng già. Đồng chí Tứ soi tôi luôn đi. Cẩn thận không lại dí vào cửa. Nó lại nó lại bung cửa ra lại oảng giờ đấy. Đây, có một thằng không có vũ khí. Ôi, thế thì đơn giản. Nó không có súng, nhưng bên trái có một thằng cầm Uzi, vậy là có hai thằng tổng, có hai thằng. Hai thằng được rồi. Đứng lùi lùi ra. Thôi cái này biện pháp mạnh. Ok. Nhưng thật vẫn như vậy nhá, ngay sau khi nổ đồng chí Đạt và đồng chí Hunter táng rồi nhá. Một người em không được.
Một người ném cái bài thứ hai cái cho chắc. Không cần phải ấy đâu, nào nhà được. 3 2 1 ném. Ok. Chưa nổ ra không? Không không không, giơ tay lên. Giơ tay lên. Thằng chết rồi. Thằng kia giơ tay lên. Giơ tay. Kìa, nó chạy kìa. Không không không, không dám chạy đâu, không dám chạy đâu. Bố nào ạ? Mày còn đợi đi. Rồi. Ôi giời ơi, đá phiến rồi đồng chí ơi. Rồi, cờ này cờ lia. Sao lại có một thằng chết ở kia nhỉ? Pha nổ cửa chết hai thằng hay sao ấy? Pha nổ cửa hai thằng gần cửa quá hoảng cả hai luôn. Hai cái chuột. Đồng chí nó là đối tượng. Từ từ, cầm khiên đi trước đi, cầm khiên cái cửa này không ấy, cầm khiên đi trước đi. Rồi rồi rồi, đây. Soi chưa? Cái cửa này nó mở sao soi? À rồi. Luôn. Không có ai, clear. Clear ok, phòng này không có gì. Chúng ta đi gác. Ơ con phòng này nó mở đâu? Ok. Mà, lại rồi thấy rồi. Đồng chí nào nói nhiều thế nhỉ? Có một hạng. Có một hạng đang núp. Cầm gì? Có vũ khí. Đi vào luôn. Có không có vũ khí gì? Có vũ khí. À có vũ khí à? Đồng chí Anton. Có không có. Đập. Hả? Có không? Không có. Tích không có. Phải có. Cứ nói đi. Đừng chọn thế thì vinh dự đồng chí Tứ. Mời đồng chí vào. Vinh dự đồng chí đấy. Đó đây. Cầm nó lại. Đồng chí Hunter nói ít thôi, tôi đau hết cả đầu chị ạ. Cứ hèn dắt và hèn dẻo. Đau hết cả đầu. Đừng. Báo cáo về đi. Tốt. Okay. Đây là người dân. Nhiều cho phạm sợ. Nó không sợ đâu. Sao lại soi cửa này vừa mới xong lại soi. Này lại đóng cửa ra lại. Người cẩn thận, nó có quay lại không? Không. Rồi. Này chắc hoảng hết rồi quay sao được. Bên tay phải là có cầu thang. Cầu thang kìa đây. Đây đường này chứ, đường cầu thang này. Thì cẩn thận đấy, cầu thang chưa bắn xuống nha. Ôi, cửa này clear. Clear thì không phải vào đâu. Hai cầu kia trước đi. Từ từ để ném một phát ấy lên. Có nó nhìn mình, nó nhìn mình rồi đó. Cẩn thận nên nó nhìn mình rồi. Ok được rồi. Ném vào lan lên luôn, ném vào lan lên luôn. Nhảy bên này. Wow, rồi. Tất cả cửa đóng rồi. Nó chạy về hướng. Bây giờ mình đi cửa đá trước. Đấy, nó chạy về hướng đấy đó. Cái góc này, cẩn thận góc này này. Cầu kia đi trước, cầu kia trước. Để nha. Cảnh sát đây. Không có. Ôi, đừng để xoay. Không có. Xoay cửa này, xoay cửa này trước. Xoay cửa cho tôi. Nó trốn đấy, nó trốn ở quanh đây thôi. Làm nào bật được cái đèn pin lên nhở. Hiểu ghê. Đấy phải clear. Tối không chịu được. Cửa này bị khóa rồi, đồng chí Hunter phá đi. Đâu. Rồi. Go, giơ tay lên. Giơ tay lên. Không có ai. Nó trốn ở phòng này rồi. Nó trốn phòng khác rồi. Ấn C à? C là V. C để ném cái quả sáng sáng lên đúng không? À không, C là bật, không phải ném quả sáng sáng mà là bật đèn, bật cái đèn xung quanh người mình. Ờ, cửa này cửa luôn. Ôi sao lại có cái đèn ai đang đập bên này? Ôi, của em này bị sao lại anh ơi, sốc luôn. Ôi trời ơi. Khổ. Chết quá liều rồi. Mày có từng này tuổi mà cháu nó còn đang chơi búp bê mà cháu nó thế này rồi có chết được không? Mà con game này rất mất dạy nhá. Thôi mở cửa luôn. Ôi trái phải cơ lia. Tốt. Đi tĩnh nha, đi từ từ thôi. Phòng này có vẻ cấu trúc khác lạ lắm. Không có ai. Rồi. Ôi cơ lia. Cái phòng này phòng ngoài mình bị vào ấy ha. Ờ đúng. Ôi check hết thôi. Phòng nào? Ủa thế vừa đấy một thằng nó chạy đâu nhỉ, hay là cái thằng bên kia, bên hành lang bên kia. Hành lang bên kia có mấy cửa mà. Ê đi. Bình tĩnh. Đừng có lắm. Rồi nó bị thương rồi, em bắn trọng thương rồi. Go. Nó chết rồi. Đối tượng đã nằm. Bay trưởng à. Báo cáo đi. Chúng nó rình kinh lắm. Tất cả có cam bóng dũng à? Hả? Cam đồng đúng không ạ?
sợ cam đầu tao. Yeah, có một thằng kia đang chích ở trong phòng nhà vệ sinh hướng bên phải. Chích okay. Thì lao vào thôi chứ có gì đâu, thằng đấy nghiện đi vớ vẩn mà. Put your hands up. Hands up, do it now. Ok. Chạy á, chạy thật toàn chứ anh ấy. Mở cửa được không? Đã mở ra cái cửa này. Cho nó... À đâu, không phải tôi chạy mà tôi lùi. Ôi, phải. Hands up. Úi giời ơi, anh chào em. Chính mấy lên phượng. Đúng rồi, đang trên đường đi đừng nói lộ vị trí chúng nó bắn. Tim mình nói nhiều quá, ông chí Hunter đấy. Mồm cứ đau với đủng, nó chả biết. Trong này là AI nó biết vị trí đấy. Rồi, phòng này cơ liếc. Cơ liếc phải khóa ra đường chí Hunter phá đi. Đây tôi. Đạp cửa luôn, nhanh. Ok, đợi tôi sao lại cầm cái xịt. Thôi. Ôi ôi! Có bom phải sao ấy? Rồi tay lên! Rồi tay lên! Vô vẩn! Cầm nó lại cho tôi! Nên tôi bị thương rồi, sao tôi đi chậm lắm các đồng chí? Đúng rồi! Phải đương nhiên là có nhìn thấy màu đỏ ở dưới góc dưới bên tay trái màn hình không? Đỏ không, đâu? Không, có là màu trắng. Ơ thế không phải! You might know her. Đồng chí tứ soi cửa em nào? Cầm xong rồi phải... Cửa này có bom ấy! Từ để gỡ bom ra! Có bom à? Có bom! Vãi! Có bom ngay dưới chân này! Ủa? Có ai có kìm không? Cứ Hunter có kìm rồi, chứ Hunter có kìm. Cắt gì? Có bom ngay dưới chân kìa. Đứng xa các đồng chí. Đồng chí gọi điện về cho người thân đồng chí Hunter đi. Nào đồng chí Hunter có cái đấy, đồng chí làm việc đi chứ. Có bom này. Thôi từ từ để bắn nổ quả bom luôn cũng được, không sao. Đúng. Bọn này nó còn cài bom mà không có thì mình quảng rồi đấy. May nó mà cài bom bên kia là mình... Cái bắn nổ gì toàn trượt thế, đồng chí từ từ nào mà lấy. Không được, để lấy quả bom này xem nó cứ kích nổ quả bom ý không? Chết người dân! Chết đâu, tôi bắn nổ rồi! Ôi, không hiểu không luôn, ăn Tứ bắn kiểu gì luôn! Bắn nổ rồi! Tứ bắn 3 phát trượt cả ba. Rồi, soi đi! Nổ chưa? Đi vào nổ đây! Rồi. Chưa! Nổ rồi, chưa cái gì? Rồi! Ăn nổ rồi à? Phòng này rất sạch sẽ, không có gì cả! Rồi, ai chơi cầm kia đi trước đi. Go. Ở đây cửa này ra lại ban công rồi. Đoạn lúc nãy rồi, thế là còn thằng nào nhỉ? Đây cửa này. Cửa này mình vừa đi vào cửa này mà. Cửa này mình vừa bắt một con trong vòng phòng vệ sinh không phải? Đi. Thế thì mở ra. Còn này hết rồi. Cái gì đấy? Cái gì? Cái gì đấy? Cái phòng này mở chưa nhỉ? Mở hết rồi mà. Sao cửa nó cứ đóng lại nhở? Tạm tư đóng đúng không? Vâng, em đóng. Hình như còn đường ngoài vườn mình chưa hay sao ấy. Báo cáo đi. Đúng rồi, mấy cả nó bị rơi súng thì mình phải nhặt súng với cả báo cáo về tổng bộ chứ. Giờ mình đi sang phòng khác à? Đây, cửa này đây. Không gì Tứ soi tôi. Cửa đi à? Ôi, hơi rộng đấy. Từ, tương cái này vào đã. Không có gì. Cứ cầm kia đi vào thôi. Windy ăn một banana. Úp, sếp ơi à? À, được. Có một thằng đang ngay sau cửa, nó cầm súng lục. À, to đấy. Đơn giản mà. Từ đã, phá cửa, đàng hoàng. Đứng ngay phía sau ném gì này. Ôi mày ném nó quả bom này nó cũng ngất luôn rồi. Đang quả bom bảo luôn à? Bảo luôn rồi. Nó ngất luôn rồi, nó bị đè chết rồi. Cẩn thận. Đúng rồi. Hình như có thằng chạy đây sao ấy. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Có lý ạ. Ok. Mở cửa này ra. Cửa đấy là cửa bên Tứ mà. Mở ra đi. Đặt mở đi. Rồi, phòng này cửa đi rồi. Ok. Gì đấy? Nó gắn bom. Ném bom à? Từ. Ném phần lắp bao vào. Tương vào, đủ lưu đạn đâu, tương vào, đồng chí tương đi. Ở đây không có gì. Không ai. Nó đặt bom à? Nó đặt bom vào cửa thôi. Rồi, cái này có lấy cửa này ra vườn nữa thôi. Ok. Ai mở đây? Không, tao không mở nhá. Còn đang cầm kiếm nhá. Đóng lại. Không phải đóng.
down on your knees. Đó, tay lên. Ok. Đâu? Ở đây, nó đi chạy, nó đi chạy. Rồi, xử lý nốt là xong nhiệm vụ rồi. Quá đẹp. Chưa, còn nhà nữa. Còn các nhà khác nữa. Báo cáo về đi. Còn các nhà khác nữa. Còn cái này, còn cái góc này nữa này, mình chưa vào này. Hình như là có camera kia, phải bắn cái camera kia đi không? Không. Hands up. Put your hands up. Quá? Ai còn, còn đây nữa, phải. Đây này, cái đồng chí này. Đây này, vườn chúng nó trồng coi như là rau muống ở đây này. Đông lắm. Bây giờ mình đã đi vào đây đâu? Hands up. Chỗ này mới là chỗ đây này. Đấy này, hướng này này. Đấy, soi đi. Một đường hầm, kiểu như là hang mỏ thôi, bên phải có một hang nhưng không có vũ khí. Ok. Rồi, hãy đi vào thôi. Tông thẳng luôn này. Có chắc không vũ khí không? Vào luôn. Ở đây này, dưới đây. Móc súng ra. Bố láo ạ, bố láo móc súng ạ, được lắm. Đồng chí thứ phản ứng quá nhanh, tuyệt vời. Tịch súng luôn, báo cáo về tổng bộ luôn. Ok. Tốt. Có thằng nhá. Cầu kia đấy ngay. Ngồi xuống. Ngồi xuống, rồi nó ngồi rồi. Còng tay lại. Trấn áp luôn. À, trấn áp luôn. So. Báo cáo. Còng xong báo cáo về. Báo cáo rồi. Báo cáo. Tổng chí. Thế rồi, đừng cút rồi. Cút rồi à? Thảm nào tối đen như mực. Chắc phải có đường đi ở đâu ấy chứ nhỉ? Bên kia còn hướng nó bên kia nữa. Hay là có cửa bí mật nào? Đây, đường hầm xuống dưới đây. Trước mặt. Sao không mở đèn? Có mỗi cái đèn này thôi, chả hiểu. Đồng chí Dũng đi trước thôi. Thôi để tương lựu choáng. Ừ, tôi chưa đi. Ông đi trước, cầm kia đi trước, đỡ tốn lựu. Mùi liệu thoải mái, lo gì? Mỗi người chỉ có khoảng tầm mấy quả liệu thôi. Ui dồi, mình thoải mái đi luôn, tao còn đống liệu. Đó, tay lên. Đấy rồi. Tháo chạy. Mày chạy đâu? Dừng lại. Từ đi theo tôi đồng chí nhá. Có đối tượng trong này, nó quy hướng rồi. Không, phải. Thằng con trai nó chạy hướng nào? Nó chạy tiếp vào đây này. Các đồng chí thu nhặt đá quý cho tôi. Báo cáo. Đây là Kobe. Đã thu nhận. Down on your knees. Hands up. Drop your knees. Có đây này mất tương lượng rồi, nó chạy. Có gì rồi? Đúng rồi à? Có gì đấy? Thế cái thằng kia chạy ở ngoài đường ngoài này rồi. Báo cáo đi. Ở đâu rồi? Rồi đi tiếp. Đây, cái đường hầm bên phải. Có một đường hầm bên phải. Vào lại. Ôi mẹ trông mày rộng lắm. À, đường này nó lại la sang cái nhà khác rồi. Giơ tay lên. Một con chạy. Giơ tay lên thằng này. Giơ tay. Mày chung đối tạo à? Một thằng chung đối vừa bị anh xử lý rồi. Rồi, còn một đối tượng đang quỳ, còn một đứa con cái chạy trong này. Nó chạy ra ngoài rồi. Nó móc lốp kìa. Ôi giời ơi, cái đồng chí không chích góc à. Ôi giời ơi, đồng chí thứ hai đi rồi. Bình tĩnh đã, đồng chí đã, bình tĩnh đã. Có hàng, tươi vào đi. Đồng chí phải chích góc chứ. Vào, trả thù đồng đội. Để chúng mày, ôi ơi. Vào. Nghe tiếng đồng chí đạt. Ôi, con nghe được dài rồi. Cả sờ quát à. Đấy đâu đâu á. Cả cái solo sờ quát mẹ rồi. Nó simple rồi. Đấy biết đâu đâu đấy. Thấy cái bạc nó headshot rồi. Chính xác cả lì nữa. Cái này là anh Dũng lại đi trước. Check anh đi trước còn đi thế nào nữa? Đi vào chúng mày phải check góc chứ, đi phải xem phim chưa? Một thằng đi đâu em, vào thì em mỗi thằng mới vào góc chứ. Làm sao mà biết được góc nào nữa? Okay. Thì phải ngoảnh các bên chứ. Người ta cầm khiên người ta đi thẳng thì còn đi thế nào nữa? Bây giờ để em check đằng sau. Đi sau phải check, không check nó bắn gì thì kêu. À, thằng này nó ác thật ạ. Mới đi được có 1/4 à? Ôi giời anh, ơi. Anh bảo anh Dũng cầm khiên chạy vào chứ đừng núp. Thì chả cầm khiên.
Chắc cầm khiên đấy còn thế nào nữa, núp mèo. Bây giờ là check từ từ nhá, không hiểu. Nhanh thế nhá, check từ từ nhá. Ừ. Và đấy là cũng không ngờ, chắc nó chui được vào đâu hay nó ngồi. Nó đứng ở đằng nào, chí là cứ phăng phăng, sướng kiểu, đang kiểu, đang sắp lên lon đến nơi rồi. Tiền tất luôn. Kéo panda còn à. Bốn ông thì đi theo hàng đi trả hàng. Vẫn là theo hàng đấy mà nó bắn từ phía sau luôn đi chứ, chúng nó từ phía sau. Nhưng cái con này từ từ để anh ra kiểm tra nút đã, từ từ bật đèn pin, nó phải có cái đèn pin chiếu thẳng chứ. Mẹ game đéo gì. Đèn pin thì nó lộ. Không, đèn pin lộ ít nhất thì còn soi góc được. Tối om nhìn thấy cái gì đâu. Nó đứng ở đấy không nhìn thấy cái gì. Nó phải có cái nút chữ. Đây anh tìm cho nào. Em gì có chuyện. Ở đây, Night Vision là N. Ui dồi, ấn N là nhìn được ban đêm. Khổ. Anh có đeo cái đấy đâu. Cần gì phải tất cả mình được trang bị hết mà em. So what mà. Có được đeo đâu, em đeo dùng được. Không có. Đeo đây anh mới được thôi. Anh đeo cái mặt nạ đấy. Cái Night Vision kia anh phải nắp mặt hay cái kính khác. Đây. Chưa hiểu cảnh sát gì mà đến cái đấy còn không có, cái đèn pin không. Mà thường bọn này nó sẽ có đèn pin gắn cái khẩu súng nhá. Hay là do mình chưa equip vào súng nhở. Chắc là mình chưa có tiền mua. Hay có khi phải quay về tổng bộ equip lại vào súng đi, chứ không có thế này thì chơi bời không có gì đâu. Không có, không có mà. Không có, không có equip đâu, không có kiện súng. Chắc phải lắp được chứ. Phòng ta nó hơi bị nghèo, nó sở ta. Phải chỉnh phụ kiện súng, đúng rồi, chắc chắn phải có phụ kiện súng chứ. Đồng chí Dũng xem để bà với sếp chứ. Cấp cho anh em mấy mỗi người mấy cái đèn pin. Cấp kinh phí cho sở ta chứ, nhiều anh em hy sinh quá. Lúc làm nhiệm vụ hy sinh không có đèn. Ơ cái gì đấy? Okay. Chưa chi đã có được cái gì đấy? Objective complete là thế nào? Ơ? Đồng chí Tứ đã vào đấy rồi đấy. Tứ đã vào rồi à? Sao objective complete rồi? Kinh vậy. Thôi thì cứ đi thôi, không sao đâu. Thì nó thoải mái đấy. Nhớ ấn xe, bật cái đèn lên, ít nhất là còn có cái cho sáng sáng. À, ấn shift là đi chậm nhá. Ờ đúng rồi. Ôi phải như thế, trời nó phải thế này, các đồng chí cứ mồm năm miệng 10 nên không hiểu. Đây đây cái đồng chí Hunter không spam. Thật không spam nút F nhá. Đi nhẹ nó khẽ tùy duyên này, đi chậm chậm nó ăn ship, để ship đi chậm thôi này. Giống vào ra này. Nó biết là nó rình. Ok. Đây này. Stay still. Kinh quá nhỉ. Úi giời, kinh. Phòng trước mặt phòng bên kia có người. Tốt. Có một đứa con gái. Phòng bên nào? Phòng bên trái bên phải. Phòng bên này. Đây phòng này. Đâu? Để xe nó di chuyển chưa? Châu chạy. Nó không có súng. Thế mở cửa vào chân áp luôn. Phở là khóa. Đồng chí Hunter. Phục nó. Ống tre luôn. Ôi! Vào. Nó cài liệu đúng không? Quả đấy may không phải liệu nổ không có. Chắc anh em oảng mẹ hết cả lũ. Không hiểu đồng chí Tư soi của gì luôn. Nó không hiện cái đó. Nha. Thế thì bây giờ mỗi lần qua cửa là phải... Mỗi lần qua cửa là phải thế nào chứ nhìn, thế này phải nhìn, phải nhìn dưới chân ấy, xem có cái có cái cái có ờ, cái trước trước khi vào phải nhìn dưới chân. Có là anh em oảng hết cả lũ. Civilian is secured. Talk to entry team. Copy that. Trailers. Ờ clear. Mình đi gác luôn đi à? Clear thì clear thì ờ. Gác thì cập clear gác. Làm từng tầng một, đừng làm mấy kiểu cứ loanh quanh làm từng tầng nó xong tầng đi. Đập cái cửa này đi, cái cửa phòng này là nó thông sang kia mà. Đồng chí đặt lồng sổ gan táng đi cho nhanh đi. Đấy. Nhìn đến chân, nhìn đấy. Thế này thì thế này thì khó đấy nhá. Thằng Đạt chơi cái sổ sọc ăn từ xa bắn, nhưng có thì mỗi lần thế này thì chết cả lũ đấy. Không, cứ đạp đi thế mà mình không có bị lỗ chết đâu. Hunter đứng gần cái đấy chứ. Nó mà cài lũ nổ nó ẳng đấy, lúc đấy là không phải lũ nổ thôi. Có nhá, có một thằng đứng ngay sau cửa nhá. Nó chơi nó có đồ gì? Đồng chí Dũng tập bom thôi. Bom nhá. Đi đâu rồi, nó ngay sau cửa luôn. Bom gì đâu. Đơn giản như đan rổ. Anh thử lại. Ok. Anh lên 30. Go, nó bảo gọi. Có một cái. Mua xuống. Rồi, cầm tay luôn. Bắn luôn. Tốt. Tịch thu vũ khí luôn. Báo cáo về bộ luôn. Tịch thu cái khẩu súng nó đang rơi, đợi dắt đi. Rồi, báo cáo về bộ cả hai đứa đi. Cái cả cái đi à? Rót, mở cửa đi. Cửa đấy mà, may mà.
rồi lúc đấy. À, có gì rồi? Tôi thông ra kia vừa chạy ra. May mà tôi kìm đánh tay không đồng chí Tứ là... Xoay cửa trước luôn đi. Cái cửa này này. Ok. Thôi, cửa này có đi ạ. Không ai à? Để check thử xem bên sát cửa có được không? À, để em check cửa này xem có ra nhìn thấy quả bom không? Có vẻ là nhìn được quả bom với cả cái dây đó. Thế thì thằng Đạt đứng ở xa táng sò căn vào đi. Thế nào? Không có. Không, nhưng mà em check bình thường chỗ này sẽ nhìn thấy quả bom. Ừ. Check cái góc. Để okay. Em check chậm chậm. Ôi mở cửa ra thôi. Thế rồi. Giờ nát hết tầng 1 đúng không? Đường này là ra ngoài vườn. Bên trái có khả năng có một thằng. Còn cái kia. Được cái đó. Hands up. Không qua nhá. Lên tầng 2 quay đường này này. Lúc nãy là vẫn còn cái hướng ở bên trái bên nhà này mình chưa check đâu. Quay lại. Trái em vào phòng hết rồi mà. Đâu, cái đoạn lúc đầu đã vào đâu, mấy phòng đã mở đâu. Lúc đấy mày bảo có đứa con gái nó chạy ra hướng kia ra mình thôi đây này, hướng bên này có mấy phòng. Ui. Nó cầm súng ra đấy mình bắn. Nha, nhanh rồi. Đấy, chị Tứ phản ứng nhanh thật. Phản ứng nhanh mà. Đội phản ứng nhanh. Kinh đấy chứ. Mình còn đang ngớ người. Ok. Ừ đâu, cửa đấy mở rồi, lúc đầu mở đấy, vào bắt được con gái đấy. Rồi đây, mình lên gác. Rồi chỉ có... Nó xuống ngang, nó chạy. Đâu? Ai? Nó chạy đâu? Đây. Còn đây xuống. Rồi, cầm luôn. Tầng 2 này. Tầng 2 này mình không chơi liệu ăn vội, mình đi nhẹ nói khẽ này. Ship nha, để ship nha. Ship này. Ngay khi lên là check ở phía có con. Nằm xuống. Có thằng cả một con nằm xuống. Không bắn nữa sao bắn đây? Ai bắn đây? Không bắn. À, có thằng nhá, có thằng ở phòng thẳng phía trước là nó bắn nhá. Có một con chạy ở phía phòng bên tay trái này. Phòng tay trái một con chạy vào này, ngay phía thẳng có một thằng bố láo này. Ok, tránh được ra. Tránh được ra. Đâu đây? Để tôi ném flash. Từ từ bình tĩnh. Nó đưa chỗ nào đây? Nấp sau cánh cửa à? Ôi sao chết bố cái này rồi? Ôi chết rồi. Đấy, nấp sau cánh cửa. Về. Khổ quá. Bọn này nó khôn quá. Nó còn chơi sau cánh cửa. Có đau tôi không? Từ từ đưa anh vô gì? Anh bảo nó rẽ sang bên phải thì phải... Đâu, anh bảo dễ phân phải đâu, anh bảo nó chạy ở phòng đấy. Phá cửa này là có một thằng này, có một đứa con gái. Phá đi, ăn thôi. Phá cửa này phá đâu. Đây, anh đặt khẩu súng ăn đấy. Giơ súng ra thì dính đạn hết. Ừ, nhưng mà nó bắn từ phía sau thì đỡ nào được. Ôi giời ơi, mẹ. Đồng chí Tứ à. Sao nó còn đặt cầu một con súng vậy? Con này nó... Nó bắt súng ở đâu ra vậy? Thôi, fail the mission rồi. Khó thật đấy. Con này khác gì Back 4 Blood. Mẹ từ đứa cởi tần trường không có súng. Nó thử sao nó bóc súng ở đâu ra luôn ấy. Nó nhét súng ở đũng rồi. Bọn này nó chuyên nghiệp lắm. Nhìn nó thì hiền lành trông người mảnh mai. Nhưng mà nó bắn thì cứ phát nào phát đấy. Em anh gái nhất... của Simple mà. Nó nhét trong quần xì rồi anh ạ. Mày con điên xỉ đã hát thật đấy. Buồn thuốc phiện bắt khó lắm. Ừ. Đổi súng điện cho đỡ chết người á. Ôi dồi ôi, súng điện làm gì. Mấy thằng đấy là mấy thằng chống đối mẹ. Coi như là mẹ... Pháp luật là cầm súng ra là xử là đúng rồi.
thành phần kiểu như là không chịu đầu hàng, không có súng chịu đầu hàng thì mới dùng súng điện thôi. Chấn áp chứ để khó chấn áp luôn. Đồng chí tới mà nó ra súng phải nhanh đi. Nhanh thôi. Nó chỉ cần nhìn thấy mình cái là nó bắn rồi á. Ừ, một tích tắc thôi mà. Ác thật á. Chả hiểu mấy cái thằng này nó có mặc giáp không luôn. Cái chân cái chuông đó. Không, tại ý là mình ấy chả biết là có giáp dục gì không. Cái bọn đấy nó cũng mất dạy để tội phạm toàn toàn bọn đấy nhá. Mất dạy thế. Game toàn tội phạm mới chơi đồ toàn màu. Ở thì toàn bọn màu đen. Ừ. Mẹ game mẹ mày. Bỏ nhá. Nó đang cầm Surgun. Đứng ngay trước mặt luôn. Bây giờ anh đặt bom. Thế thì đặt bom ở cửa nó chết mà, đặt bom cửa nó bảng mà. Bây giờ mở thử cửa nhỏ xong là ném bom vào được không nhá? Không, anh đặt quả cửa nó bảng những gì đâu. Nó đứng ngay sau cửa thôi, anh đặt quả bom cửa nó bảng ngay. Đây. Đứng ở ngoài làm phát là nó bảng ngay. Rồi. Ok. Tay lên. Một thằng chết rồi. Mình làm như này nó được ít điểm. Mình choáng thì mình mới bắt được nó thì mình mới lấy lời khai được. À, nhưng thằng này có súng không? Thằng này cũng là thằng Surgun này. Thằng này nó có súng đàng hoàng thì lời khai cái gì? Bây giờ em mở cửa nhỏ xong ném Fnatic vô thử. Okay, em ném đi thôi. Ờ đấy, ném Fnatic xuyên qua cái khe cửa thử nào. Ok, do đây. Từ bình tĩnh đã, đấy, anh cầm khiên. Bắt đầu rồi. Chạy lại, cẩn thận. Rồi tay lên, rồi tay hai thằng, có hai thằng, rồi tay lên. Rồi tay. Bắn chết cha mày rồi. Ok anh từ, nó đầu hàng. Không, anh làm khẩu phát cho chúng nó sợ chứ. Mình thể hiện làm một phát cho chúng nó. Hai thằng kia đằng sau có một thằng nữa kìa. Quấn ra đài ngay. Ơ kìa. Cái kiểu gì mà anh báo hai thằng một có ba vậy. Anh đi vào anh cũng đã thỉ góc. Rồi thì qua đây. Báo cáo về hết chưa? Cái rồi. Chết quả bom nữa từ xem nào. Chết một góc này có nhìn thấy quả bom không? Không có. Em đứng sai bên đấy. Hàng. Được. Không có gì. Ok. Bên là cờ hết đúng không? Thằng này báo cáo về chưa? Để trả xem. Đi sang bên này này. Được rồi, ra đây em kiếm ít đá bào ấy. Không có. Hay là bây giờ mình cứ clear tầng 1 đi rồi lên tầng 2 không? Ừ, đi clear tầng 1 mà, mở cái cửa này đi. À, soi cửa này đi. Rồi không có. Bom không. Okay. Đạp cửa luôn. Mẹ cho nó sợ. Có một nhá, cầm súng đục ngay sau cửa. Ừ. Không có bom. Tôi đồng tiêu chí nào. Để chơi bom là thế nào đây? Lát vào. Đồng chí tướng mở. Chơi bom là thế nào đây? Đồng chí tướng mở cửa hé. Ok. Ok rồi đấy. Đồng chí mở hé xe quá. Đồng chí mở. Giơ tay lên. Đi chạy vũ khí rồi, tuyệt vời. Cú súng nó luôn. Chỉ mở to ra tí. Nó chỉ mở thế thôi. Nó cho mở thế thôi, nó không cho mở to. Mình cho hé thế thôi, to được đã tốt. Con này nó còn nếu có cả tâm. Ừ, làm gì có tâm. Có hai thằng nha. Realistic ok ok, mở ra. Hai thằng có súng nha, có vũ khí nha. Thế này thì là... Có bom nha. Từ này là thằng Đạt. Có bom. Có bom thì cứ bình tĩnh này, thằng Đạt chơi sọc gan vào xong rồi mới ném. Là sao? Nó ngay cửa luôn á. Bây giờ Đạt bắn sọc gắn tung cửa ra xong rồi mình tương liệu vào. Đứng ở xa, Đạt đứng ở góc bên này. Việc gì phải đứng ở tận đây. Đứng ở cái chỗ này thì khuất góc đi. Để bắn tương liệu cho hai anh bắn. Đúng rồi. Bắn chưa? Bắn. Thấy. 2. 1. Ơ kìa. Bắn đi đâu đây? 3. Ui dồi ôi. 2. Rồi. Rồi ok. Giơ tay lên. Giơ tay. Giơ tay. Giơ tay. Chó đi rồi. Giơ tay. Đồng chí công lắm ạ. Mẹ cái bọn da màu này. Bù láo thật. Dám bù láo bù.
May mà có đồng chí Dũng cấp khiên. Ừ, khiên ngay, bắn cũng có quả đấy. Quả đấy anh cũng không giơ súng ra, còn giơ súng ra nó vẫn bắn được vào người. Ơ, báo cáo về tổng bộ đi. Báo cáo rồi. Phải chủ động báo cáo chứ. Ở bên này clear. Phòng này clear là mình lên gác luôn hả? Ừ. Vườn hay là mình ra vườn trước? Mình ra vườn trước đi. Ra vườn đi. Ra okay. Clear tầng 1 đi, tầng 2 sau. À, vườn có vẻ như không có. Team work như này ổn phết, nếu team work thì chết thì chả phải team work. Team work còn khó thì team ngay mà. Anh có để ý game nào bọn tôi team work là game đấy nó khó thì chả phải team work. Phải. Sao có cái cửa này từ bao giờ nhỉ? Này. Lần trước mình có bao giờ có thấy cái cửa ấy đâu? Nó mở ra bây giờ, Hóa ra là trước giờ nó có cửa này mà mình không biết à? Không, trước là đóng. Đừng đi trước để cho đồng chí đứng trước là bắt hết rồi. Đóng cửa vào để check góc bên này đã. Không đóng được, nó tự mở. Đóng cái cửa đằng sau rồi nhá. Kiểm tra cái góc đằng này đi đã, kiểm tra góc đằng này đã, chưa xong góc này đâu. Đồng chí đóng từ bọc đồng hậu nhá, cái đằng sau rồi. Đi đi anh. Thế thì đi cái hầm này nhá, đi hầm này trước nhá. Đồng chí đóng từ bọc đồng hậu, đi trước tôi, bọc ai bọc đằng sau đi tôi đây. Đồng chí phải đi lùi đấy, tôi bóng hộp lên cái này. Đồng chí bây giờ bắt đầu sợ chết rồi. Soi xem nào. Đồng chí bắt đầu sợ chết rồi. Ngâm không như trước, bằng phăm lao vào. Sau mấy bận oẳng là các đồng chí cũng sợ rồi. Vợ ở nhà thì ai trông, khổ. Cúng thằng hàng xóm thôi. Tính ra là đạp cửa luôn. Để anh vào cho. Ấy, không thì đi vào được, thì cứ đi vào. Sau em ném bom nó chết. Đâu bom mình sao chết được người. Có bom của em là bom nổ. Thế à? Bom của em có sát thương. Lấy khẩu súng nó đi, lấy tình súng nó đi. Tình súng đi. Một khẩu Uzi. Rất nguy hiểm. Ok đi. Check phòng luôn. Tôi chửi luôn. Ok là mình lại đi quay lại chỗ kia thôi. Quay này. Tiếp tục bảo hộ nhá. Đồng chí ơi, tiếp tục bảo hộ. Nhìn cẩn thận đấy. Oảng, không biết nào chết đâu. Trong này đúng là không biết nào chết thật. Con game này có miệng hay thật. Mà công nhận ngày xưa SWAT không SWAT 4 không ai mà con này luôn. Con này, SWAT 4 trường hợp nó ít hơn. Em không có cái kính nhìn đêm của anh Dũng á. Anh làm gì có kính nhìn đêm? Mày làm sao ấy? Anh xem trong option nó có kính nhìn đêm thôi. Vì nó móc này cũng đỡ cũng tối. Có đã tốt. Chắc là mình chưa lên lon chưa cho mình, kính đấy. Mình đoạn nào mà nó tối quá mình thả lại cái đường hầm bên kia trước bên phải trước bởi vì là cái đường hầm bên kia nó đang đường kịch còn đường này đang đi đây. Đâu bên phải là bên nào? Bên này. Để check bên này trước, có gì đâu. Đấy, những cái đoạn nào mà nó bị không có đèn. Đừng có đi trước để cho đồng chí Dũng đi trước không chết nữa. Check cửa hai bên xung quanh đằng sau các góc. Anh đi trước nhiều khi anh không check được hết đâu. Check đi sau, check. Rồi check chưa? Rồi check chưa? Cầm đi rồi. Từ đây lấy đâu rồi? Đi theo luôn. Rồi góc này không có gì rồi. Cover này, đi sát sát tí, có tí nó còn báo. Dạ. Yeah. Đi anh đi trước đây, anh sang hầm bên kia đi. Nào. Qua bên kia luôn. Ờ, sao là... Đồng chí Hunter bắt đầu bị lạc à? Không bảo là sao là quay lại. Đấy, qua hầm bên này mà em. Đóng cửa này lại. Đóng cửa lại. Những cái đoạn nào mà đồng chí Hunter thấy cảm thấy nó tối ấy, mà đi qua không, mình để lại cái đèn sáng để cái đoạn này nó bị mù. Đây, ví dụ đoạn này này. Để tôi thả đồng chí làm ví dụ đã, đồng chí thả luôn rồi. Có thằng, giơ tay lên! Giơ tay! Giơ tay! Táo bỏ mày giơ tay, mày giơ tay lên! Giơ tay lên! Con chó này! Giơ tay từ lúc 3, 1, 2, 3, giơ tay lên! Giơ tay! À, thầy bố láo thật. Rồi, có bảng rồi. Đối tượng manh động thật đấy. Bố láo quá. Ai là phải giết rồi. Đồng chí tứ tiếp vũ khí gửi về tổng bộ. Ok. Có đá quý. Và bảo sao đối tượng ngoan cố vậy. Để tao tịch thu. Thằng vật thì... Đây. Đây
đấy là bắn chỉ thiên để cho nó sợ, nó buông vũ khí mà thằng này nó thằng này nó chống đối quá. Đây này, con đường này đi vào trong nữa này. Cửa này không thế này nha. À đâu, ở đường này vẫn là thế thôi. Đưa ra lên. Ôi trời. Nó thử kìa. Mày fuck cái gì vậy? Ngồi xuống. Don't shoot. Don't shoot. Ủa, cái gì đấy đồng chí Đạt, đồng chí mồm đang động cái gì, chắc lại làm phiến đá rồi đúng không? Mẹ mồm mày cứ vòng nhộp mình quay lại nhà cái lên gác đã, từ mình không lên lên, mình quay lại nhà cái lên gác đã, quay lại cái nhà đầu tiên mình lên gác chứ mình chưa lên gác mà. Ờ mình không lên cái nhà này nữa, từ cái đường này đi sao, cái nhà này đi sao, nhà này tí phải quay lại đó, tại vì nhà này là không biết là đi đâu, cái nhà kia mình chưa clear nữa. Nhà kia thì cũng thế đấy mà, cũng là nhà khác mà, có khi là cũng là cái nhà này đấy. À. Ừ. Không, nó là hai căn tách biệt mà. Ừ, thì căn kia mình hết rồi đâu. Nó căn này mình thôi. Chưa lên gác mà, căn kia mình chưa lên gác. Căn nào trên gác? Căn đầu tiên ấy, mình đang lên gác đâu. Ờ nhỉ, đúng rồi. Quậy căn đầu tiên mình chưa lên gác, đúng rồi, quên mất đấy. Ơ, báo cáo chưa? Báo cáo. Ép để báo cáo đi, hơi quay về. Đi cẩn thận đấy nha, quay về cẩn thận đấy nha. Cầm khiên ra anh ạ, không nói. Anh em Nam Nguyên nhá. Ủa, hết sọt nhanh lắm. Hổ tiến nhanh quá, quên mất cả là mình. Ôi mẹ phải cứ. Ôi nó có để phân ba, để phân ba. Ôi. Rồi em bơm lại. Ủa tay lên. Con chó. Tử nạn rồi. Thằng tôi mặc rồi à. Ló đồ với cái. Vai trời. Tôi đánh ném bom mà. Tôi ló đồ, tôi ném bom một cái. Báo cáo đồng chí, tôi bị trọng thương rồi. Máu. Ấn nút gì để ban đét vào. Ấn nút, nó bảo ấn giữ nút gì để ban đét đây. Ép giữ ép ban đét vào. Tôi bị hỏng giáp thôi, tôi nhầm. Đi quay lại nhà anh. Tôi nghĩ đồng chí Tứ có đố bạn này sao rất tìm quay lại thì bị phục kích. Quay lại chứ, tại vì thằng mình chưa tờ lên nó móc á. Thế nào mà tự nhiên lại nhở. Thế này. Đường này hết rồi anh ơi. Đồng chí Tứ có sự đố bạn. Quay lại nhà cái mình cờ lia đấy. Ừ, quay lại nhà lên gì đây, đang đi quay nhà lên gì. Đấy, hôm nay mà. Đâu, hôm nào? Đây, cái đồng chí Tứ đi trước, đố bạn. Rất nguy hiểm. Đồng chí Hunter đi nhanh quá. Tuổi trẻ mà đã ra đi cái tuổi còn xanh. Cảm ơn anh em Nenki, cảm ơn các anh em gửi sticker nhá. Nào, đây đường này là đường mở vào ấy đây này. Mà cẩn thận phía sau nhá, rất cẩn thận phía sau nhá. Cái chỗ này là rất dễ hoảng. Đây, vào đây luôn anh ơi. Ba người mà anh nhé. Anh đi trước đi lên gác đi. Mình cờ đi cái nhà này ra. Ủa mẹ rất cầm mình. Rồi tôi bắt rồi. Hai cửa này nào đây? À đấy nhá, để nghe đi chân sau nữa, còn nó móc cái cửa này như là mình ấy. Phải lockpick, phải lockpick. Không làm cái này chưa mở đâu. Soi trước rồi lockpick sau cũng được. Rồi mở đây. Hands up, above your head. Ơ kìa, sao lại chói mắt gì? Flash. Cửa gắn flash. Put your hands up. Thôi, cửa này vào rồi mà. Ờ. Đưa xem. Nó có lại mẹ. Cửa này là mở ra cái đường lên tầng 2. Đây rồi. Đây. Có tiếng con ở đây tiếng lên tầng 2 này. Backdoor luôn này. Rồi. Lên tầng 2 này. Từ từ nhà tầng 2 này. Chim nha. Clear phía trước, clear này. Đồng chí cứ phòng bên trái đi. Trên phòng bên trái trước đấy. Đồng chí cứ đi đằng bên trái đấy, tôi nhìn đằng sau cho. Rồi, đang đi vào đây. Không có ai nhá. Clear này. Ok. Clear này. Để trên phòng bên trái này. Có một thằng ấy, có một đứa gái, da đen bên trái. Có súng không? Phòng này không có ấy, nó không biết có súng không nhưng mà nó... Mở cửa đi. Ok, tôi phát áp vào. Còn hết đạn ấy, vào đi, hết đạn, vào đi. Từ từ đã để anh băng bò đã, anh đau quá. Ok, để em cho quả bom vậy. Khiên của anh bị bắn nhiều quá, mẹ lục mẹ khiên rồi. Chúng đối là mẹ ăn bom rồi. Tôi đi ngay. Đỡ tay lên. Bỏ mất dậy. Đục lắm con ạ. Có người Nhật này. À. Tịch thu súng luôn. Nó có súng anh em ạ, nhưng mà nó giấu ở trong đũng. Đồng chí Tứ không nhìn thấy được.
nice. Không biết nó có súng không nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Rồi. Đặt canh sao nhá, cẩn thận nó lên nó móc lại nhá. Trong này nhá là bị thương ở tay ấy là bắn sẽ không chuẩn ở đâu, nói trước. Bị thương ở chân thì di chuyển chậm, bị thương ở tay sẽ bắn không chuẩn nữa. Quả này như là quả có bom nhá. Thế thì đặt đứng từ đã. Xa táng shotgun đi. Táng đi em. Rồi đặt đi. Đấy táng shotgun đi. Tốt. Ok. Boy, khiên rồi chán chứ cái mẹ gì. Em bị choáng mẹ, mày ngửa cả cái người lên rồi. Chém để em vào trước đâu. Đấy vào đi, đấy vào đi. Ở đây em mặc đi mà. Được rồi. Lại có em bé nằm đây rồi, báo cáo về. Cái bọn này nó đen mất dậy nhỉ, con vừa rồi cũng ấy. Bọn này nó bọn chơi thuốc cơ đi. Có nhá, có hai nhá, hai đối tượng. Ok. Sao có gỡ bom, mà bom nó nằm sau cửa sao gỡ được. Hai đối tượng đồng chí chứ. Đối tượng này anh chơi bom. Thằng cầm bom bây giờ này còn từ từ này. Không, nó ở ngay bên xa cơ, không phải đấy. Bên em mở hé ra để cho ném bom nhá. Thì tương ra xong rồi tương điệu cũng được. Thế thì ấy thì cầm đấy đi. Ném nhẹ mà là đạt. Đạt hết flash rồi. Đấy, ném qua khe đi. Anh ném được nhưng mà phải ném qua khe. Ném qua khe như nào? Đứng chéo ra phải xong ném. Đứng chéo ra bên phải ném qua khe này. Ném thẳng qua khe. Ném thẳng vào đấy. Ok. Mặt mẹ ra ngoài rồi. Khó ném lắm. Nó cũng không có cái tâm để ném cơ. Làm nào nó có cái tâm để ném đấy. Để em. Ừ em ném đi. Không hiểu. Khổ vãi chưởng. Ok. Ngon đấy. Đúng là chuyên nghiệp của khác. Đó tay lên. Lên tay lên. Đây một đằng cả. Cái đó nó què, cái này bắt được cái đằng. Đúng nguyên đấy, quý hết. Thằng này đúng nguyên. Ôi mình bắt được cả rồi. Ao. Mày à. Con bù lão, bù lão. Con nào bắn đây anh? Nó đang rồi, nó chết rồi. Nó dám bù lão anh xử rồi. Ok, để tôi chấn áp. Kha chấn áp hết. Đối tượng đấy. Tôi định thương súng của đối tượng luôn. Rồi. Mày làm bắn anh em tao à? Đồng chí Tứ tiếp tục xem đằng sau cửa có gì không? Để lại clear. Sấy xác anh ơi. Ừ khiến tôi nhìn thấy cái gì đâu. Để đi cửa khác là cửa này khóa rồi. Khóa à? Thế thì mở khóa ra, anh có pick lock mà. Không, bắn đi, từng đạt bắn đi. Bắn đi, cửa này ra, ra cửa trước rồi, cửa này ra cửa trước rồi, bắn đi. Ok đi. Khiên rồi. Anh đi trước đi, khiên của anh hư chưa? Khiên của anh chưa hư nhưng mà nhìn chả nhìn thấy cái gì mà anh chả biết có hư hay không. Miễn là đỡ được đạn là cũng được. Cũng đỡ đạn. Rồi sao hết rồi đúng không? Ok, ra phòng này đi. Đây, đến cửa này đi. Phòng này không có bom. Khiên Vibranum. Captain này đi. Khiên Captain America. Khiến cảnh thế. À. Cửa này không có gì đâu. Chưa. Đây là còn về sau là mấy cái màn sau là thấy bảo là bọn chúng nó còn là khủng bố, nó có đạn xuyên giáp. Mẹ cầm khiên cũng quẳng cơ. Ok, phá cửa vào đi em. Đạt, ok. Đạt phá đi. Hết đạn rồi. Ok. Để anh đạt rồi. À, bây giờ phải thay đạn. Rồi, cái cửa trước là không biết. Luôn đi mẹ. Thay đạn đấy chứ. Nếu hiểu dùng súng thì không thay đạn. Lần đầu. Ờ, cửa này cửa đi à. À, thế thôi mở ra luôn. Cửa này là vòng ra đường ấy thôi. Có đối tượng được không? Không, bên trái không có. Phải không? Ờ, thế thì đi. Thế rồi. Bình tĩnh cẩn thận. Một cửa đó, còn một cửa đó. Còn cái cửa này. Cửa này là cửa đi ra mà anh. Hành lang à? Hành lang vừa mình đi vào mà. Rồi thì vào đi. Hands up. Drop your knees. Cửa khóa. Ừ. Rồi. Bắn đi. Nó là cửa khóa từ đầu mà em bảo. Rồi, ok đi. Rồi, nhà này quay lại đi. Là dễ quảng nhá. Cửa này nhai xong rồi đúng không? Ok nhà này xong rồi. Xuống này. Nhà này clear rồi. Có tiếng tiếng gì đấy? Không biết tiếng máy giặt hay sao? Sao có đứa nào giặt đồ lúc này? Chơi chuẩn quá, tao không quen. Hunter, đồng chí Hunter khổ. Bị coi như là pha đồng chí Tứ bắn số. Đồng chí Tứ bắn số quá. Pha đố bạn của đồng chí Tứ nó quay về.
Chả gì các bạn ơi. Lúc đấy bảo là đi tiếp đi, quay về được. Đi. Bên anh ơi. Quay lại hầm bên kia. Đầu xanh mẹ rồi. Chả nhìn thấy cái gì đã thế, chỗ này còn tối chứ. Khiên thì bung bẻo, không thấy cái mẹ gì. Này cái đường này đi lên được này. Đường này đi lên được này. Ok đi thẳng này cơ. Còn đi lên không? Đi luôn lên anh ơi, đứa phải vào xuống hầm. Nó cũng là lên cái nhà này mà. Ừ. Thế cả mà lúc nãy thì mình tấn công từ trong ra. Đây thì mình tấn công từ ngoài vào. Cái tiếng gì ở sau đấy? Tiếng gì ở sau? Có một khiếp không, map này nó làm to thật đấy. Map rộng. Em biết là có mấy bàn. Ôi, có gái, có gái. Đây 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 đây. Ngồi xuống. Ngồi mày lại dám. Mày lên tầm cần này anh ơi. Mày định prop and sex à? Cái thằng đủ anh ơi. Ôi giời, đủ, ôi giời ơi. Get on the ground now. Nhiều đủ quá, rau muống nhiều quá. Các đồng chí thôi chứ ngồi đây chúng ta thì cũng làm tí. Hưởng thụ đi, thụ lộc đi chứ bây giờ thì nào, bây giờ là đi chui vào cái cửa này. Là có cái đường chui vào này. Không có cái cửa anh ơi. Cửa này này. À đấy cửa này à. Nó là cái cửa lên cái nhà kia thôi mà. Có không? Đi à. Có nhà. Đi mở ra để anh vào cho ấy rộng ấy. Oang. Thế thì bắn cậu rồi chứ. Chưa thấy ai nhá. Check đây không có này. Cửa này cửa đúng rồi, tí nữa phải xem quay lại xem đồng chí Hunter nằm nào chứ không biết đồng chí Hunter nằm lạnh quá, không biết là ai qua chứ. Báo chắc có người ở tổng bộ đến rồi. Cái phải clear không có bom luôn. Ném cái xe xuống cho nó sáng nhá. Ông trai này cái gì đâu. Chủ động ném xe đi. Ông trai này cái mẹ. Đoạn nào tầm mình xếp phòng trên này chưa nhá. Tầm này anh đi vào trong cái chỗ này. Nó mở cửa này, bắn này, anh ơi. Nó tay. Ok, bắn luôn anh ơi. Ở trong này có một thằng quẳng rồi. Đây là người ạ. Tin đấy ạ. Trai này cái mẹ. À phòng này chính là phòng mà mình sẽ đi từ dưới lên đây này. Đúng rồi, hầm lên đây này. Phải không? Đâu phải đâu. Đúng mà, đường này chả là đường. À, mà. Mình là tầng trên. Đi xuống dưới mới là phòng dưới. Bắn chết dân rồi, giết dân thường à? Ôi trời ơi, ấy, giết dân thường trừ 350 à? Từ ơi, bình tĩnh đã em. Để bọn này dân thường gì? Bọn không nó ghi lên thương. Mà nó ghi lên màn hình là trừ 350 kin civilian khổ. Đối tượng là có dấu hiệu chống đối thì bọn tôi đành phải chắc nó có dấu hiệu thật, nó lao thẳng ra thế làm gì có thằng nào hiền lành. Ơ đây vẫn là cửa ở trong mà. Cái khu buôn đá bào này mà lao ra không có cách bất thường mà tôi đành phải thì phải xuống hầm rồi anh ơi. Đi xuống hầm rồi nhá, xuống này. Có vẻ nghĩ thằng ấy nó nói đầu hàng rồi mình bắn á. Ừ, bình tĩnh thôi, anh có khiên mà, không phải sợ. Nó bố láo. Nó rút súng ra thì mình bắn nha. Kìa, nó là thằng này này. Anh ơi, thằng này đang bắn. Chà, nhìn thấy cái gì đấy. À, ra. Nó chạy kìa. Bình tĩnh, đừng đuổi theo quảng ấy. Đừng đuổi theo, bình tĩnh. Ở đây rồi, tôi bắt được đối tượng rồi. Nó định chống đối, thằng ấy định chống đối đó. Ôi, mission complete kìa. Mission complete rồi kìa. Ơ kìa. Thắng rồi kìa. Ông à? Mình có thể vô nhất được rồi kìa. Ui. Ây da. Tưởng ôi. Gì. Ấn pet up để. Pet up để gọi như là yes. Trời ơi. Đơn giản. Ấn F để sửa khiên à? Đâu? Sửa ra được. Gì có F nào sửa khiên? Phải cả F sửa khiên. Không sửa được vũ khí. Có gì đây? Về chỉnh lại. Pet up. Pet up đây là lúc gần lúc. Ừ chắc chắn phải về thôi em. Chắc chắn phải về chứ. Mission objective failed. Roll in. Ok. À. Ok. Rồi. Mình on civilian của mình là fail kìa, bắn chết chắc là mấy thằng dân. Thành ra là bị fail cái on civilian, còn lại là ok hết mà. Lấy được toàn bộ coi như là thuốc này, crystal lấy được hết này, bắt được hai suspect này. Bốn kỹ năng là ngon rồi. Bring order to cha có nghĩa là mang yên bình lại cho người dân này. Đấy. Kinh đấy chứ, ôi nhiều điểm phết đấy chứ. Ủa. Đi. Đấy, nhà cái mà nhà út nhá. Nhà út D88D là chuẩn rồi. Thôi hôm nay chơi đến đây thôi, hôm sau chơi tiếp. Nói chung là mỗi hôm nhiệm vụ cho game này hay.
con này có tên là Ready or not nha anh em nhá. Nói chung thì một con game hay nó giá khoảng tầm 310.000 anh em nhá. Lại phải nhắc sao chơi anh em. Công nhận cái con game này hay, chơi hay. À, bọn này nó di chuyển cột thật đấy. Anh nói cho biết là mình đang chơi easy đấy. Mẹ. Ê à. Nó không cho mở đến cái sau. Nó có tổng cộng là 6 mức. Cái mức cuối cùng là instant. Mẹ, mình mới là cái mức đầu tiên thôi đấy. Nó chưa cho mình mở tiếp các mức tiếp theo đấy. Căng vậy. Ừ. Đây này, select mission nhá. Park home này, confirm location này đấy. Đoạn này là nhiệm vụ này là nhiệm vụ dễ này, normal này. Đấy, nhiệm vụ rat là sẽ đối tượng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng nó sẽ không bỏ cuộc. Chúng nó sẽ chiến đấu đến cùng luôn. Nó không đầu hàng. Chuẩn bị cho cái màn đấu súng này coi như là liên tục. Active shooter là H này. Tức là mấy thằng mà nó canh giữ ở trong nhà ấy, nó sẽ coi như là giết người dân một cách điên cuồng. Tức là mình mà không nhanh chóng để giải quyết chúng nó sẽ giết hết con tin. Very H là bom. Có một quả bom sẽ được đặt ở bên trong. Mình sẽ cần phải đến để coi như ngoài cái việc là bắt và xử lý chúng nó còn phải nhanh chóng vào để mà coi như là gỡ bom trước khi hết thời gian. Và cuối cùng là mức instant là cứu con tin. Tức là bọn tội phạm ấy nó sẽ lấy một cái phòng, xong nó đưa tất cả con tin vào đấy. Mình phải xác định là cái phòng đấy và đi thật nhẹ nhàng để chúng nó không biết là mình đã đến phòng đấy. Thực hiện coi như là kỹ chiến thuật cực chuẩn để chúng nó không execute con tin. Trời ơi, cũng là bố đời, không phải là bình thường nữa. Cứu con tin là không để con tin bị chúng nó xử tử đấy. Nghe đã thấy vậy, kinh. Nói chung là tôi nghĩ là con game này nó sẽ là cùng một con game sau khi con game Black for Blood nó xong. Ừ. Tết năm nay thì mình sẽ chơi đến con này đến 2022. 2022 là có con rồi. Hôm nay là mình sẽ chơi đến Tết năm sau. Rồi, nghỉ mấy phút rồi sang K2. Okay.